À, chào các em, hôm nay thì anh sẽ nói cho các em về cái nội dung đó là bên toán cái tôn đái tháo đường. Thì cũng giống như là cái bài đái tháo đường thì mục tiêu của cái bài giảng của anh á, là sau khi mà các em nghe xong cái bài này thì các em có thể tự tin điều trị được cái bệnh nhân bị bệnh toán cái tôn đái tháo đường theo đúng như là cái đồng thuận của ADA. Cho nên nhiều nhiều đoạn anh sẽ nói rất là kỹ liên quan tới các cái vấn đề về điều trị giống như là cái bài đái tháo đường, về liều lượng, cách sử dụng các cái loại thuốc nha. À, tuy nhiên chính vì cái lý do đó cho nên là cái bài của anh nó hơi dài, nhưng mà hy vọng các em cũng sẽ thích cái bài giảng này. Tài liệu mà anh tham khảo để mà làm cái video này là cái tài liệu có tên là Hyperglycemic Crisis in Adult Patients with Diabetes năm 2009 của ADA. Vì sao là năm 2009 mà anh không chọn một cái tài liệu cập nhật hơn? Thì đơn giản là vì đây là cái bản cập nhật mới nhất của ADA liên quan tới một cái bệnh lý mà người ta gọi là bệnh liên quan tới một cái bệnh lý mà người ta gọi là bệnh hyperglycemic crisis, dịch sang tiếng Việt tức là bệnh cơn tăng glucose máu cấp. Trên thực tế thì cứ 5 năm một lần á, là người ta cập nhật cái này một lần. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại là năm 2015 rồi thì anh vẫn chưa thấy được cái đồng thuận tiếp theo của ADA liên quan tới vấn đề này. Cho nên anh nghĩ cái video của anh á, nó có tính cập nhật không lâu, với chắc chắn là một thời gian ngắn nữa thôi thì ADA họ sẽ cập nhật cái đồng thuận liên quan tới cái bệnh lý này. Khi đó có thể thì anh sẽ làm một cái video mới. Nói chung là trong 6 năm qua thì liên quan tới cái điều trị bệnh lý đái tháo đường đã có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như một trong những cái thay đổi lớn nhất đó là người ta chuyển đổi từ việc sử dụng insulin người, tức là một ví dụ đó là insulin regular, sang insulin analog. Tuy nhiên trong cái khuyến cáo năm 2009 này thì insulin analog nó chưa thịnh hành, cho nên á, là họ vẫn đang khuyến cáo chúng ta ưu tiên sử dụng cái loại là insulin người, tức là insulin regular. Nếu như mà lúc nào đó ADA họ có cập nhật về phác đồ mới á, thì các em comment ở phía bên dưới thì cho anh ha, anh sẽ cố gắng để làm một cái video về cái phác đồ đồ mới của họ. Thì đầu tiên á, là anh sẽ nói cho các em biết về cơn tăng glucose máu cấp là gì. Cơn tăng glucose máu nó bao gồm hai bệnh. Một bệnh bên này á, người ta gọi là bệnh toán ketone đái tháo đường, tên tiếng Anh của nó là diabetic ketoacidosis. Mà trong bài này thì nhiều chỗ là anh sử dụng cái thuật ngữ là DKA, tức là viết tắt của cái bệnh toán ketone đái tháo đường. Bệnh thứ hai người ta gọi là bệnh tăng thẩm thấu do tăng glucose máu. Tăng thẩm thấu do tăng glucose máu thì tên tiếng Anh của nó là hyperglycemic hyperosmolic hyperglycemic hyperosmolic state. Thì trong một cái bài nữa anh sẽ có một cái bài nói riêng về cái bệnh hyperglycemic hyperosmolic state này. Và nhiều khi các em sẽ thấy người ta quen miệng, người ta cũng có thể gọi hai cái bệnh này đơn thuần bằng cái chữ là DKA và HHS mà thôi nha. DKA và HHS. Và trước khi các em nghe bài này thì các em phải có một kiến thức cơ bản về việc đọc khí máu động mạch. Việc đọc khí máu động mạch đơn giản thì anh đã có một cái video liên quan. Cho nên trước khi em nghe cái video này thì anh khuyên là các em nên bỏ một chút thời gian để nghe cái bài khí máu động mạch trước. Tại vì hai bài này nó có liên quan một nhau, có liên quan với nhau ở một mức độ nào đó. Thì bên cạnh đó các em nếu có thời gian thì cũng nên nghe cái bài 10 thông số nước tiểu. Tại vì trong cái 30 thông số nước tiểu thì anh cũng có phân tích khá là kỹ về một cái xét nghiệm mà người ta gọi là ketone niệu nha. Như vậy sau khi nghe xong hai bài này rồi thì anh nghĩ mọi thứ liên quan tới cái bài toán ketone đái tháo đường thì nó sẽ đơn giản rất là nhiều. Rồi trước hết thì để trước khi mà đưa cho các em về một cái tình huống lâm sàng á, thì anh sẽ cho các em xem cái slide này trước. Đây là cái slide quan trọng nhất trong toàn bộ bài giảng này. Slide này nói cho em biết bệnh toán ketone đái tháo đường là gì. Thì toán ketone đái tháo đường đó là một cái quá trình bệnh lý mà trong đó cơ thể sản xuất ra một số lượng lớn thể ketone. Và vì ketone có tính axit cho nên bệnh nhân bị toán ketone đái tháo đường họ sẽ bị nhiễm toan nặng. Và nhiều triệu chứng xuất hiện của bệnh nhân chúng ta có thể giải thích được thông qua cái sự tồn tại của tình trạng nhiễm toan như thế này. Như vậy nói tóm lại, nói một cách đơn giản thì các em sẽ cần hiểu cho anh đơn giản đó là toán ketone đái tháo đường
thì như cái tên của nó sẽ bao gồm toán, cộng kế toán và cộng đái tháo đường. Toán có nghĩa là gì? Toán có nghĩa là bệnh nhân bị nhiễm toán. Bệnh nhân bị nhiễm toán thì chúng ta xác định bằng cách nào? Thì tiêu chuẩn bệnh nhân bị nhiễm toán để chẩn đoán bệnh toán kế toán đái tháo đường. Đó là một cái tình trạng nhiễm toán chuyển hóa. Thì nhiễm toán chuyển hóa thì pH sẽ nhỏ hơn 7,3 và HCO3 trừ nhỏ hơn 18 nha. Đây là cái tiêu chuẩn về mặt toán, về mặt khí máu động mạch để chúng ta chẩn đoán bệnh toán kế toán đái tháo đường. Và cái toán đó do gì gây ra? Toán đó là do ketone. Toán đó là do ketone gây ra. Nha. Ketone gây ra thì chúng ta làm sao để xác định được? Thì chúng ta có hai xét nghiệm. Đó là xét nghiệm ketone niệu dương tính và xét nghiệm ketone máu dương tính. Và đái tháo đường thì cái tiêu chuẩn đường máu trong chẩn đoán bệnh toán ketone đái tháo đường đó là gluco máu phải lớn hơn 250 mg trên decilit. Nha, 250 mg trên decilit thì mình chuyển sang đơn vị millimol trên lít là khoảng 14 mm trên lít nha. Như vậy đây là tất cả những cái gì liên quan tới định nghĩa của toán ketone đái tháo đường. Em chỉ cần nhớ cho anh ngắn đó, tức là toán ketone đái tháo đường là bằng toán cộng ketone và cộng đái tháo đường. Rất đơn giản như vậy, và cái slide này anh sẽ còn sử dụng một số lần nữa trong suốt cái bài giảng của mình. Và như những cái bài giảng khác thì bây giờ anh sẽ có một cái tình huống lâm sàng, và cái vấn đề thảo luận của anh ngày hôm nay đó là anh sẽ xoáy xung quanh cái tình huống lâm sàng này để giải cho mẹ em hiểu về cái bệnh toán ketone đái tháo đường. Tình huống lâm sàng của chúng ta là một đứa trẻ 14 tuổi với tiền sử 8 năm bị bệnh đái tháo đường. Đứa trẻ này là có cân nặng 50 kg. Người mẹ khai á, là trẻ ho và sốt khoảng một tuần nay được chẩn đoán viêm phổi và hiện đang được điều trị bằng kháng sinh. Hôm qua thì trẻ bắt đầu mệt nhiều và nôn mửa. Tình trạng bệnh đái tháo đường của trẻ hiện đang được kiểm soát rất là tốt với cái liều insulin hàng ngày á, là 15 đơn vị glargine tiêm vào buổi tối và 5 đơn vị insulin aspart tiêm dưới da trước mỗi bữa ăn. Thì anh hy vọng các em hiểu cái phác đồ này. Đây là cái phác đồ người ta gọi là phác đồ basal bolus. Glargine là một cái quỹ insulin nền và aspart là một cái insulin rapid acting. Cả hai loại này đều là insulin analog. Tiền sử trước đây trẻ đã từng bị một số cái đợt bị toán ketone đái tháo đường. Tuy nhiên khoảng 4 năm gần đây thì trẻ không có bị lần nào hết. Tuy nhiên cái đợt viêm phổi này nhá, trẻ ăn ít hơn thường lệ, và chính vì lý do đó cho nên ba mẹ giảm liều insulin theo đúng cái lượng carbohydrate mà trẻ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiền sử trước đây trẻ đã từng có một số đợt bị toán ketone đái tháo đường, tuy nhiên trong 4 năm trở lại đây thì không. Ngày hôm qua trẻ bắt đầu nôn mửa và đau bụng. Nồng độ gluco máu của trẻ được kiểm tra ở nhà là có lúc lên tới 20 mmol trên lít, và trẻ có cái dụng cụ que thử acetonil ở nhà và kết quả cho thấy âm tính. Do đó mẹ của cậu là cho sử dụng cái liều insulin như thường ngày. Tuy nhiên tối hôm qua là trẻ nôn nhiều và không ăn được, do đó mẹ của trẻ là không tiêm mũi insulin vào buổi tối. Trong vòng 24 giờ vừa rồi, cậu biểu hiện triệu chứng là tiểu nhiều và uống rất là nhiều. Sáng hôm nay, tức là cách thời điểm nhập viện khoảng 4 giờ, thì mẹ của cậu bé cũng không tiêm insulin cho cậu bởi vì các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa không cầm được và trẻ không ăn uống được gì. Cảm lâm sàng cho thấy trẻ lơ mơ, tuy nhiên là vẫn trả lời được các câu hỏi. Huyết áp là 90-70, mạch là 124 lần trên phút, nhịp thở là 30 lần trên phút, nhiệt độ là 37 độ C. Da niêm mạc khô, nhãn cầu mềm, mắt trùng. Tuy nhiên so đến mắt thì không thấy gì bình thường. Âm ruột thì không tăng, nhưng mà trẻ đau bụng toàn thể, tuy nhiên là không có dấu cảm ứng phúc mạc. Phản xạ gân xương giảm, tuy nhiên không có dấu thần kinh khu trú. Cả cái phần thăm khám còn lại thì hoàn toàn bình thường. Siêu âm bụng thì không thấy tăng như đồng ruột. Các xét nghiệm cần lâm sàng thì cho thấy là hemoglobin là 16,4 g trên decilit, hematocrit là 53%, WBC là 21.100, 93% là bạch cầu trung tĩnh, BUN là 40 mg trên decilit, creatinine là 1,8 mg trên decilit, gluco là 26 mmol trên lít, natri là 127 mEq trên lít, kali là 4,3 mEq trên lít, clo là 100 mEq trên lít. Phân tích nước tiểu thì chúng ta có tỷ trọng là 1.030,
gluco là dương tính 4 cộng, keto niệu dương tính 2 cộng, protein niệu dương tính nhẹ. Khi máu động mạch có pH là 6,89, POC là 12 mm thủy ngân, PCO2 là 12 mm thủy ngân, POC là 80 mm thủy ngân, HCl và trừ là 6 mmol trên lít. X-ray thì cho thấy nhịp nhánh xoang và sóng tê giác, ít con phổi bình thường, ít con bụng thì không có gì bất thường. Trong kỳ cá lâm sàng mà anh đưa ra thì có một số nội dung anh in màu đỏ thì các em không cần quan tâm nhiều lắm ha. Đây là cái nội dung mà anh sẽ phân tích cho các em sau liên quan tới các cái biến đổi lâm sàng và cần lâm sàng trên bệnh nhân của chúng ta. Và chúng ta có các cái câu hỏi thảo luận, đó là thứ nhất là chúng ta có 4 câu hỏi thảo luận. Câu hỏi đầu tiên đó là liên quan tới vấn đề chẩn đoán và yếu tố nguy cơ nào gây ra toan ketone ở bệnh nhân này. Vì sao bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 thì ít bị toan ketone hơn so với bệnh nhân bị đái tháo đường type 1, và bối cảnh lâm sàng thường gặp liên quan tới yếu tố nguy cơ của toan ketone đái tháo đường. Đó là câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ phân tích. Câu hỏi thứ hai đó là phân tích tất cả các cái triệu chứng cơ năng cũng như là triệu chứng thực thể của bệnh nhân chúng ta và liên hệ nó với cái cơ chế bình sinh bên dưới. Câu hỏi số 3 đó là phân tích tất cả các cái biến đổi về cần lâm sàng ở bệnh nhân của chúng ta và liên hệ nó với cơ chế bình sinh bên dưới. Và câu 4 là đưa ra một chỉ định điều trị đầy đủ chi tiết cho bệnh nhân này. Các em cố gắng đọc kỹ cá lâm sàng này. Và nếu như mà trả lời được câu hỏi nào thì các em cứ trả lời. Còn nếu không trả lời được thì có thể nghe cái bài biện luận của anh dựa trên ADA năm 2009. Cái cá lâm sàng này có ở dưới cái phần description, các em có thể nghe đào về và tự xem. Rồi trước hết thì anh sẽ giải thích cho các em một số các cái triệu chứng trên bệnh nhân của mình. Trong đó có một số các cái triệu chứng là nếu như các em đi bên nhí sống thì các em có thể rất là quen thuộc, đó là các cái triệu chứng liên quan tới mất nước. Triệu chứng thứ nhất mà trên bệnh nhân này có đó là cái triệu chứng mắt trùng. Thì mắt trùng là một trong những cái triệu chứng để chúng ta chẩn đoán mất nước. Thì bên cạnh đó do mất nước cho nên cái lượng thủy dịch trong mắt của trẻ giảm, cho nên khi các em ấn nhãn cầu của trẻ thì sẽ cảm thấy là nó rất là mềm. Mắt trùng và nhãn cầu mềm là hai triệu chứng để chúng ta chẩn đoán mất nước. Và một cái triệu chứng thứ hai để chẩn đoán mất nước đó là triệu chứng nếp vẹo da dương tính. Nếp vẹo da thì người ta thường làm ở bụng nha, tuy nhiên anh không tìm thấy một cái hình nào họ làm ở bụng, cho nên là anh tạm lấy một cái xét nghiệm, tạm lại một cái hình á, là người ta làm nếp vẹo da ở bàn tay. Thì nếp vẹo da dương tính thì có nghĩa là đồ đang hồi da giảm, làm giảm lượng nước trong da, cho nên khi chúng ta vẹo lên thì nó cái nếp vẹo da đó nó biến mất rất là lâu. Và câu hỏi đầu tiên đó là chẩn đoán và yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân này là gì. Đây là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ phân tích. Dĩ nhiên là chúng ta đang nói về cái bệnh toan ketone đái tháo đường, cho nên bệnh nhân của chúng ta sẽ được chẩn đoán là toan ketone đái tháo đường. Và bệnh nhân của chúng ta có đầy đủ ba yếu tố là toan ketone và đái tháo đường chưa? Thì câu trả lời là có đầy đủ cả ba triệu chứng toan ketone đái tháo đường rồi nha. Như vậy các em thấy là bệnh nhân của chúng ta có pH là acid rồi, rất là rõ là 6,89. pH của bệnh nhân của chúng ta là 6,89. HCl ba trừ nhỏ hơn 18. HCl ba trừ của bệnh nhân chỉ có 6 mmol trên lít mà thôi. Và bệnh nhân này có ketone niệu dương tính và bệnh nhân có đường máu lên tới 26 mmol trên lít. Như vậy là quá thừa để chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân này bị toan ketone đái tháo đường. Tuy nhiên tạm thời thì các em hãy nắm cho anh ngang đó, anh sẽ chưa nói kỹ về cái vấn đề này, cho nên chúng ta cứ tạm thời là chúng ta biết là bệnh nhân này bị toan ketone đái tháo đường đi đã nha, và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Và câu hỏi tiếp đó là yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này là gì. Như vậy các em đã biết được cái bệnh toan ketone đái tháo đường là bệnh gì rồi đúng không? Các em biết được cái bệnh toan ketone đái tháo đường là bệnh gì rồi, đó là một cái bệnh lý, một cái tình trạng bệnh lý trong đó cơ thể sản xuất ra một cái lượng lớn thể ketone. Và vì thể ketone có tính axit cho nên khi bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường thì họ thường sẽ bị nhiễm toan nặng. Và nhiều triệu chứng xuất hiện chúng ta có thể giải thích được thông qua cái sự tồn tại của tình trạng nhiễm toan như thế này. Và bây giờ chúng ta cần trả lời câu hỏi đó là yếu tố nguy cơ nào gây ra tình trạng nhiễm toan ketone
đái tháo đường của bệnh nhân, đúng chưa? Thì muốn trả lời được cái câu hỏi đó là yếu tố nguy cơ nào đã gây ra cái tình trạng nhiễm toan keton của bệnh nhân, thì các em phải hiểu được cơ chế tạo ra thể keton như thế nào và vì sao có cái hiện tượng tại một thời điểm nào đó, chẳng hạn như trên bệnh nhân của chúng ta, cơ thể của họ lại sản xuất một lượng lớn thể keton như vậy để dẫn đến mức là họ bị nhiễm luôn cả axit chuyển hóa. Em hiểu không? Tức là bây giờ anh sẽ tập trung để giải cho các em về cái thể keton được nó được tạo ra như thế nào và vì sao bệnh nhân của chúng ta tạo ra một cái lượng lớn thể keton như vậy. Thì để hiểu được vấn đề này thì anh muốn các em quay lại một chút về sinh hóa của quá trình tạo thành thể keton. Thì đây là một cái hình mà ADA cung cấp trong cái tài liệu của họ nha. Tài liệu của ADA anh cũng để ở dưới phần description, các em có thể tự đào về xem. Thì các em thấy nó rất là phức tạp nha. Cho nên đối với việc giải thích cho các em lý do vì sao bệnh nhân xảy ra cái tình trạng nhiễm toan keton đái tháo đường, thì anh chắc chắn là anh sẽ không sử dụng cái sơ đồ của ADA, tại vì nhìn vào nó có vẻ rất là rối rắm. Được chưa? Cho nên anh sẽ sử dụng một cái hình khác đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi, đây là cái hình mà chúng ta sẽ phân tích liên quan tới cơ chế tạo thành thể keton. Hình này cung cấp cho chúng ta một cái sơ đồ khá là đơn giản để các em có thể hiểu được quá trình tổng hợp keton và các cái yếu tố điều hòa của nó. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem thể keton đã được tạo thành như thế nào nhé. Rồi, đầu tiên thể keton được tạo thành từ tiền chất nào các em còn nhớ không? Nha, anh hy vọng các em còn nhớ, đó là keton được tạo thành là từ mỡ, chứ không phải là từ đường nha. Từ mỡ nó chính xác hơn là từ triglyceride. Ở đây họ viết tắt là TGL. Keton không phải được tạo ra từ đường glucose mà nó được tạo thành từ tiền chất là triglyceride. Và đơn giản đây là một cái sơ đồ để nói về quá trình chuyển hóa của triglyceride nha. Đây là một cái sơ đồ anh lấy bên sách sinh hóa về con đường chuyển hóa của triglyceride. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái con đường chuyển hóa của triglyceride. Thì các em thấy ở đây triglyceride nó được thủy phân bởi một cái enzyme có tên là lipase. Triglyceride nó sẽ được thủy phân thành glycerol và axit béo. Glycerol nó sẽ được chuyển về gan để thông qua một cái con đường người ta gọi là tân sinh đường để tạo thành glucose. Tuy nhiên cái này không phải là cái vấn đề mà anh quan tâm. Cái vấn đề mà anh quan tâm là ở phía dưới này nha. Cái vấn đề anh quan tâm là ở phía dưới này. Đó là cả cái axit béo sau khi được thủy phân từ triglyceride nó sẽ được chuyển về gan. Nó sẽ được chuyển về gan và thông qua một cái quá trình người ta gọi là quá trình beta oxy hóa và sau đó nó sẽ được chuyển thành acetyl CoA nha. Như vậy axit béo sẽ được chuyển thành acetyl CoA. Đơn giản nha. Acetyl CoA nó sẽ đi vào chu trình Krebs để biến thành ATP cho gan sử dụng. Gan là một nhà máy năng lượng mà nhà máy năng lượng thì cũng cần năng lượng nha. Sau khi tạo đủ nhu cầu năng lượng thì những cái acetyl CoA bị thừa sẽ được chuyển hóa thành thể keton. Em hiểu không? Sau khi acetyl CoA tạo đủ cái lượng ATP thì những cái acetyl CoA còn thừa sẽ được chuyển hóa tiếp thành thể keton. Thì những cái thể keton nào bình thường trong cơ thể của chúng ta có giá trị gì hay không? Thì em cần biết đó là thể keton, nó cũng là năng lượng. Ví dụ như một số cơ quan trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như não bộ, thì não bộ của chúng ta chỉ sử dụng được một trong hai dạng năng lượng thôi. Dạng thứ nhất đó là đường, dạng thứ hai đó là thể keton. Cho nên trong điều kiện bình thường, nhất là trong những cái thời điểm chúng ta đói không có cái glucose, thì vẫn sẽ có một cái lượng thể keton nhỏ được tạo thành. Và nó cũng có vai trò của nó cung cấp năng lượng cho một số cơ quan và đặc biệt là cớ và não. Em hiểu không? Vậy câu hỏi đặt ra đó là cơ thể chúng ta chỉ tạo thành
một lượng lớn thể ketone khi nào? Nha. Cơ thể của chúng ta sẽ chỉ tạo thành một lượng lớn thể ketone khi nào? Thì cơ thể chỉ tạo ra một lượng lớn thể ketone nếu như có một lượng lớn axit béo tạo thành, từ đó tạo ra một lượng lớn acetyl CoA vượt quá nhu cầu, và lượng acetyl CoA còn thừa sẽ chuyển hóa thành thể ketone. Cho nên bây giờ anh sẽ tập trung vào việc phân tích tại vì sao cơ thể của bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường một lúc lại tạo ra một lượng lớn các axit béo như vậy, để cuối cùng các axit béo đó sẽ chuyển thành acetyl CoA một cách thừa thải, và những cái acetyl CoA thừa thải cuối cùng sẽ được chuyển hóa thành thể ketone. Chưa? Như vậy đó là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tập trung trả lời để chúng ta hiểu lý do tại vì sao một bệnh nhân họ bị toan ketone đái tháo đường. Và nếu như mà anh trả lời được câu hỏi này thì có nghĩa là chúng ta hiểu được lý do vì sao bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường, và vì sao bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 họ trả lời được. Họ thường hay bị toan ketone đái tháo đường trong khi bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 thì không. Rồi. Thì để trả lời được câu hỏi đó thì bây giờ anh sẽ đặt cho các em một câu hỏi. Đó là bình thường trong cơ thể của chúng ta thì quá trình thoái hóa lipid để tạo thành năng lượng thì thường xảy ra vào lúc no hay là lúc đói? Thì câu trả lời sẽ là lúc đói, đúng chưa? Quá trình thoái biến lipid sẽ diễn ra vào lúc đói. Tại vì lúc no, tức là sau khi ăn thì cơ thể chúng ta không có lý do gì sử dụng lipid làm năng lượng hết. Tại vì sau khi ăn, tức là lúc no thì cơ thể của chúng ta sẽ sử dụng gluco làm năng lượng. Khi nào hết gluco, khi nào hết nguồn dự trữ glycogen thì cơ thể chúng ta mới huy động mỡ từ mô mỡ để tạo thành năng lượng. Do đó quá trình chuyển hóa lipid để tạo thành năng lượng sẽ diễn ra lúc đói nha, cái này dễ đoán đúng chưa? Vậy câu hỏi tiếp theo của anh đó là khi đói thì cái nồng độ insulin và các hormone đối nghịch nó sẽ như thế nào? Các em suy nghĩ đi nha. Câu hỏi là khi đói nồng độ insulin và các cái hormone đối nghịch sẽ như thế nào? Thì để trả lời câu hỏi lúc đói nồng độ insulin và các hormone đối nghịch như thế nào thì anh sẽ nói lúc no trước cho nó dễ, tức là sau khi ăn. Sau khi ăn thì cái nồng độ insulin và cả hormone đối nghịch nó sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là câu hỏi này rất là dễ trả lời. Sau ăn, insulin tăng để chúng ta tăng sử dụng gluco, đưa gluco vào bên trong tế bào cũng như khởi phát một loạt các cái phản ứng để có thể dự trữ gluco dưới dạng glycogen, còn gluco thừa sẽ được chuyển hóa thành lipid. Ok chưa? Rồi, còn cả cái hormone đối nghịch thì sao? Cả cái hormone đối nghịch chẳng hạn như là glucagon, cortisol, catecholamine hoặc là RH thì nó sẽ giảm xuống. Đơn giản là vì chúng là các hormone đối nghịch với insulin. Nha. Bây giờ anh sẽ quay lại lúc no. Lúc no thì mọi thứ sẽ ngược lại hoàn toàn so với lúc đói. Nha. Tức là lúc đói thì nồng độ insulin sẽ như thế nào? Lúc đói nồng độ insulin sẽ ngược lại với lúc no, tức là nó sẽ giảm xuống. Trong khi cả cái hormone đối nghịch khi lúc đói sẽ bao gồm glucagon, catecholamine, cortisol, RH, nó sẽ tăng lên nha. Như vậy câu hỏi đó là khi đói nồng độ insulin và hormone đối nghịch sẽ như thế nào, thì chúng ta đã biết đó là lúc đói nồng độ insulin sẽ giảm xuống và cả cái hormone đối nghịch sẽ tăng lên. Rồi như vậy bây giờ anh có hai ý. Nha, hai ý anh đã phân tích cho mẹ em. Ý thứ nhất đó là cơ thể sử dụng lipid khi nào? Cơ thể sử dụng lipid khi đói. Tức là khi đói, quá trình phân giải lipid để tạo thành acetyl CoA và từ đó tạo thành ATP, nó xảy ra lúc đói, đúng chưa? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là lúc đói có sự giảm tiết của insulin và cả hormone đối nghịch. Anh nói lại, lúc đói có cái sự giảm tiết của insulin và tăng cả cái hormone đối nghịch. Vậy thì anh có thể rút ra được điều gì từ hai ý này nha? Anh có thể rút ra đó là anh tạm rút ra đó là sự giảm tiết insulin và tăng cả hormone đối nghịch sẽ dẫn đến cái sự phân giải lipid để tạo thành acetyl CoA nha. Như vậy đó là một cái ý mà anh rút ra từ hai ý đó.
sự giảm tiết insulin và tăng các hormone đối nghịch sẽ dẫn đến cái sự thủy phân lipid để tạo thành acetyl CoA. Thì vì sao có chuyện này? Vì sao có chuyện này thì bây giờ anh sẽ quay lại cái này để anh giải thích cho mẹ anh. Anh sẽ quay lại cái hình về chuyển hóa lipid này để anh giải thích cho mẹ em. Như vậy các em thấy ở đây, triglyceride được thủy phân thành glycerol và axit béo nhờ một cái enzyme có tên là lipase. Và cái enzyme lipase này là enzyme quyết định tốc độ của toàn bộ quá trình chuyển hóa từ triglyceride để tạo thành acetyl coenzyme. Nha. Như vậy chúng ta biết là enzyme lipase. Enzyme này rất nhạy cảm với cái sự thay đổi nồng độ hormone bên trong cơ thể. Cho nên cái enzyme này người ta đặt tên là hormone sensitive lipase, hay viết tắt đó là HSL nha. Vậy enzyme này nó nhạy cảm với cái sự thay đổi nồng độ hormone như thế nào? Thì câu trả lời là enzyme này sẽ được hoạt hóa nếu như có cái sự giảm nồng độ insulin và tăng nồng độ các hormone đối nghịch. Em hiểu chưa? Như vậy lý giải tại vì sao trong trường hợp giảm tiết insulin và tăng các hormone đối nghịch, tức là một cái bối cảnh diễn ra lúc đó dẫn đến sự thủy phân lipid để tạo thành acetyl coenzyme, đó là nhờ sự hoạt hóa của enzyme lipase, nhờ cái sự hoạt hóa của enzyme lipase khi có sự giảm nồng độ của insulin và tăng nồng độ của các hormone đối nghịch. Em hiểu chưa? Và như vậy trong trường hợp giảm insulin và tăng các hormone đối nghịch, enzyme này sẽ được hoạt hóa và tạo ra cái sự phân giải của triglyceride để tạo thành glycerol và axit béo, tức là huy động triglyceride để tạo thành năng lượng. Điều này lý giải tại vì sao chúng ta khi đói thì chúng ta có cái sự phân giải của triglyceride để tạo thành glycerol và axit béo. Vì khi đói là có cái sự giảm nồng độ của insulin và tăng nồng độ của các hormone đối nghịch, tức là glucagon, cortisol và catecholamine. Em hiểu chưa? Và cái enzyme này, enzyme lipase được hoạt hóa nếu như có cái sự giảm nồng độ của insulin và tăng nồng độ của các hormone đối nghịch. Em hiểu không? Và để các em có thể hiểu được cái đoạn này, thì anh giả sử như anh lấy một cái phân số, trong đó tử số là insulin, còn mẫu số là cả cái hormone đối nghịch. Rồi, tại vì bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ một chút, tại vì khi giảm insulin và tăng cả hormone đối nghịch thì enzyme lipase sẽ được hoạt hóa. Cho nên anh có thể rút ra được điều gì liên quan tới cái tỷ số này và sự hoạt hóa của enzyme lipase được hay không? Thì anh có thể rút ra một điều, đó là nếu như tỷ số này càng giảm thì hormone lipase sẽ càng được hoạt hóa. Em hiểu đoạn này không? Nào, anh nhắc lại, khi giảm insulin và tăng nồng độ các hormone đối nghịch thì enzyme lipase sẽ được hoạt hóa. Cho nên nếu như anh lấy một cái phân số, trong đó tử số là insulin và mẫu số là hormone đối nghịch, thì anh có thể rút ra một điều, đó là tỷ số này càng giảm thì hormone lipase càng được hoạt hóa. Em hiểu không? Hay nói đúng hơn, sự hoạt hóa của enzyme lipase, hay còn gọi là hormone sensitive lipase, tại vì nó nhạy cảm với hormone, thì tỷ lệ nghịch với tỷ lệ insulin trên hormone đối nghịch. Nha. Hy vọng câu này nó không có khó. Nha. Cho nên anh có một cái kết luận ở đây. Anh có một cái tỷ số giữa insulin và cả hormone đối nghịch. Nếu như tỷ số này càng giảm, hormone lipase sẽ càng được hoạt hóa. Và nếu như hormone lipase được hoạt hóa càng nhiều thì càng tạo ra nhiều thể ketone. Còn tỷ lệ này tăng thì sẽ ức chế cái quá trình hoạt hóa của enzyme lipase. Em hiểu nhá? Rồi, như vậy
đứng trước một cái bệnh nhân có tăng keton máu như là trong trường hợp của bệnh nhân chúng ta. Nếu như câu hỏi đặt ra là yếu tố nguy cơ nào của tình trạng nhiễm toan keton đái tháo đường của bệnh nhân chúng ta, thì anh nghĩ chỉ cần chúng ta tập trung vào cái chỉ số giữa insulin và các hormone đối nghịch, anh sẽ phải tìm những cái yếu tố nguy cơ làm cho tỷ số này giảm xuống, em hiểu không? Nha, anh chỉ cần tìm cái yếu tố nguy cơ nào làm cho cái chỉ số này nó giảm xuống thôi. Nếu như chỉ số càng nhỏ thì hormone enzyme lipase sẽ càng được hoạt hóa, sẽ tạo ra một cái lượng rất là lớn acetin coenzyme A, và từ đó sẽ tạo ra một lượng lớn thể keton. Nha. Như vậy, nếu như chúng ta đang có một cái phân số, nếu phân số này giảm xuống thì chúng ta có những cái trường hợp nào xảy ra? Nếu phân số này giảm xuống, trường hợp thứ nhất đó là tỷ số phải giảm xuống. Tỷ số sẽ giảm xuống tức là trường hợp nào? Tức là insulin sẽ giảm xuống nha. Trường hợp thứ hai để một cái phân số nó sẽ giảm xuống đó là mẫu số sẽ tăng lên, tức là các hormone đối nghịch sẽ tăng lên. Như vậy anh sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, anh sẽ tìm một cái lý do nào đó để làm cho tỷ số giảm xuống, tức là nồng độ insulin sẽ giảm xuống. Bệnh nhân của chúng ta là một cái bệnh nhân bị đái tháo đường type 1. Vậy yếu tố nguy cơ nào của bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 làm cho cái nồng độ insulin của bệnh nhân giảm xuống? Nha, anh nói cho anh biết cái yếu tố nguy cơ chúng ta cần khai thác liên quan tới bệnh nhân bị đái tháo đường type 1, insulin của bệnh nhân giảm xuống. Thì khá là đơn giản, đó là bệnh nhân không chích insulin. Cho nên câu hỏi đầu tiên, anh cần hỏi một bệnh nhân bị toan keton đái tháo đường là ở nhà bệnh nhân có chích insulin hay không. Nếu như bệnh nhân không chích insulin, tỷ số sẽ giảm xuống. Tỷ số sẽ giảm xuống sẽ làm cho tỷ số này sẽ giảm xuống nha. Tỷ số sẽ giảm xuống nha. Và nếu như tỷ số này sẽ giảm xuống, sẽ hoạt hóa enzyme lipase, từ đó tạo ra một lượng lớn acetin CoA, và cả cái acetin CoA này vượt qua cái nhu cầu ATP của cơ thể và nó sẽ được chuyển thành thể keton nha. Thành thể keton, em hiểu không? Và điều này cũng giải thích cho các em lý do tại vì sao bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 hoặc là những người bình thường thì ít bị nhiễm toan keton. Ít chứ không phải là không có, nhớ chứ? Ít chứ không phải là không có. Bởi vì trong cơ thể của các em hoặc là trong cơ thể của những cái bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường type 2 thì vẫn còn một cái lượng insulin trong cơ thể nha. Vẫn còn một cái lượng insulin trong cơ thể. Từ đó làm cho cái tỷ số này nó không giảm quá mức. Và nó không giảm quá mức thì nó hạn chế bớt sự hoạt hóa của enzyme lipase. Các em hiểu chưa? Các em hiểu không? Rồi. Và thường á, là các thầy cô thường hay có một cái câu hỏi lâm sàng dành cho các em, đó là các câu thầy cô thường hay hỏi vì sao trong đái tháo đường type 2 bệnh nhân ít bị nhiễm toan keton. Thì các em sẽ không cần thiết phải trả lời phức tạp giống như anh đã giải thích cho các em hồi nãy giờ nha. Các em chỉ cần nói cho thầy cô là tại vì bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 họ vẫn còn một cái lượng insulin. Lượng insulin đó không đủ để làm hạ gluco máu, nhưng mà lượng insulin đó đủ để ngăn ngừa tình trạng thoái biến lipid quá mức. Nha, em hiểu cho em chỉ cần giải thích đơn giản như vậy thôi. Tức là vẫn còn một cái lượng insulin để làm cho cái tỷ số insulin trên các hormone đối nghịch không giảm xuống quá thấp nha. Rồi, và từ đó làm cho cái enzyme lipase không được hoạt hóa một cách quá mức. Rồi, như vậy nếu chúng ta hỏi đó là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh nhân bị toan gây ra toan keton đái tháo đường, yếu tố nguy cơ hàng đầu nha, thì câu trả lời đó là họ không chích insulin, đó là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra toan keton đái tháo đường. Em hiểu không? Như vậy chủ này chúng ta sẽ quay lại bệnh nhân của chúng ta và chúng ta sẽ xem thử bệnh nhân của chúng ta có chích insulin không nha. Bây giờ sang vấn đề thứ hai anh cần khai thác cho trên bệnh nhân nha.
tỷ số này giảm xuống, thì bên cạnh tỷ số giảm xuống thì vấn đề thứ hai mà chúng ta cần khai thác đó là mẫu số sẽ tăng lên. Như vậy, vấn đề thứ hai mà anh cần khai thác ở bệnh nhân này đó là có lý do gì làm cho mẫu số của bệnh nhân tăng lên hay không? Tức là có lý do gì làm cho cả cái hormone đối nghịch với insulin tăng lên, tức là cả cái hormone như là glucagon, cortisol, catecholamine. Được chưa? Rồi. Như vậy anh sẽ tìm một cái nguyên nhân nào đó làm cho bệnh nhân của chúng ta tăng cả cái hormone đối nghịch nha. Thì các em có biết cái nguyên nhân gì là cái nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến cái sự tăng của các cái hormone đối nghịch này hay không? Cụ thể là hormone glucagon, cortisol và catecholamine. Thì anh hy vọng các em sẽ trả lời đó chính là một cái stress nào đó đối với cơ thể nha, một cái stress nào đó đối với cơ thể. Stress ở đây không nói đơn thuần là stress tâm lý. Stress giống như là trong stress tâm lý. Stress ở đây là một cái đáp ứng stress lên cơ thể. Stress lên cơ thể. Nha. Và stress thường gặp nhất của cơ thể và nó cũng được xem là một cái nguyên nhân thường gặp khởi phát toàn cái tôn đái tháo đường. Em biết đó là stress gì không? Stress thường gặp nhất của cơ thể và nó cũng được xem là nguyên nhân thường gặp nhất khởi phát tình trạng nhiễm toàn cái tôn đái tháo đường. Nha, đó là stress gì? Thì anh hy vọng các em sẽ trả lời đó là tình trạng nhiễm trùng. Chứ tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng là một stress đối với cơ thể và nó làm tăng cả cái hormone đáp ứng với stress mà cụ thể là catecholamine, cortisol và glucagon. Những cái hormone này làm cho mẫu tăng lên. Mẫu tăng lên thì sẽ làm cho cái tỷ số giữa insulin và các hormone đối nghịch sẽ giảm xuống, từ đó hoạt hóa enzyme lipase, từ đó tạo ra một cái lượng lớn acetin coenzyme A và từ đó tạo ra một cái lượng lớn thể ketone. Em hiểu không? Như vậy chúng ta có đó là stress thường hay gặp nhất của cơ thể và cũng được xem là nguyên nhân thường gặp nhất khởi phát nhiễm toàn ketone bên cạnh không chích insulin, đó chính là nhiễm trùng. Bên cạnh đó thì các em có thể kể cho anh thêm một số vài các cái stress nào, stress khác được không? Một số stress khác, ví dụ như tai biến mạch máu não, nhồi máu cấp tím, chấn thương hoặc là viêm tụy cấp, những cái stress không do nhiễm trùng. Hoặc là bệnh nhân đơn giản là bệnh nhân có sử dụng một số thuốc nào đó làm tăng các cái hormone đối nghịch, chẳng hạn như họ sử dụng corticoid nha. Như vậy đó là một số các cái nguyên nhân nhân làm tăng cái tỷ cái mẫu số. Như vậy tóm lại, đừng tưởng một cái bệnh nhân bị toàn cái tôn đái tháo đường thì các em cần khai thác cho anh hai nhóm yếu tố nguy cơ nha. Đó là nhóm hai nhóm yếu tố nguy cơ mà đặc điểm chung của hai nhóm yếu tố nguy cơ này là làm cho tỷ số insulin trên các cái hormone đối nghịch này giảm xuống. Nhóm yếu tố nguy cơ thứ nhất đó là nhóm yếu tố nguy cơ làm cho tỷ số này giảm xuống. Tỷ số này giảm xuống tức là insulin giảm xuống. Insulin giảm xuống tức là bệnh nhân không chích insulin. Bệnh nhân không chích insulin. Nếu như bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 chích insulin đầy đủ thì cái tỷ số này nó sẽ không giảm xuống và họ sẽ có rất ít các cái nguy cơ bị toàn cái tôn đái tháo đường. Và đoạn này cũng giải lý giải tại vì sao bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 rất ít khi bị nhiễm toàn cái tôn, bởi vì trong cơ thể của họ vẫn còn insulin nên cái tỷ số này ít khi thấp. Mà tỷ số này ít khi thấp thì hormone lipase sẽ chỉ được hoạt hóa ở một cái mức độ nào đó thôi. Và anh nhắc lại một lần nữa, nếu như mà thầy cô có hỏi các em lý do tại vì sao trong đái tháo đường type 2 ít bị nhiễm toàn cái tôn thì các em trả lời cho anh là vì trong người bệnh nhân vẫn còn một cái lượng insulin không đủ để làm giảm đường máu nhưng mà đủ để ngăn ngừa cái tình trạng thoái biến lipid quá mức nha. Rồi. Và cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân làm cho cái mẫu số này tăng lên, tức là một stress đối với cơ thể nha, một cái stress đối với cơ thể. Và nguyên nhân thường gặp nhất của một stress đối với cơ thể đó là nhiễm trùng.
Bên cạnh đó, các em không được quên cả cái nhóm mà stress không do nhiễm trùng, ví dụ như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, chấn thương, viêm tụy cấp, vân vân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại bệnh nhân của chúng ta và xem thử bệnh nhân của chúng ta có yếu tố nguy cơ gì không. Anh sẽ luôn luôn để cái tỷ số insulin trên cả cái hormone đối nghịch ở phía trên này để các em có thể theo dõi nha, trong quá trình anh nói. Chúng ta đang đứng trước một cái bệnh nhân được giáo dục rất là tốt về đái tháo đường type 1, được chích insulin hàng ngày với cái liều pháp insulin được khuyến cáo, có máy thử gluco máu hàng ngày, có dụng cụ thử acetone ở nhà. Và chúng ta xem thử bệnh nhân của chúng ta có yếu tố nguy cơ gì của nhiễm toan ketone hay không. Đầu tiên thì anh sẽ đánh giá cái tử số trước nha, các em xem ở đấy bệnh nhân có lý do gì họ không chích insulin không. Biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân chúng ta đó là họ chán ăn nha, họ chán ăn vì nhiễm trùng, họ đang bị viêm phổi, và viêm phổi thì gây ra chán ăn, đó là chuyện bình thường. Và chán ăn thì ba mẹ tự động giảm liều insulin để phù hợp với lượng carbon hydrate mà trẻ ăn nha. Đây là một cái điều mà ba mẹ sẽ được giáo dục, cho nên ba mẹ làm như thế này là hoàn toàn đúng. Sau đó trẻ biểu hiện triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Và vì chính vì nôn như vậy cho nên trẻ không ăn được. Và nếu như trẻ không ăn được thì phản xạ của ba mẹ là gì? Nha. Một cái câu bác sĩ luôn luôn dặn bệnh nhân đó là việc tiêm insulin phải tuân thủ một cái nguyên tắc, đó là nếu như có ăn thì chúng ta mới tiêm, còn không ăn thì chúng ta không tiêm. Và ba mẹ của bệnh nhân này đã tuân thủ rất đúng với cái lời dặn của bác sĩ. Có ăn thì có tiêm, không ăn thì không tiêm. Thì các em xem tiên sử của bệnh nhân tối hôm qua và sáng hôm nay. Đứa trẻ này nó không ăn uống được gì cả. Do đó ba mẹ không tiêm insulin là hoàn toàn đúng với cái lời dặn của bác sĩ. Nhưng mà chính vì cái lý do không tiêm insulin như vậy đã làm cho cái lượng insulin trong cơ thể của đứa trẻ này giảm xuống và làm cho tử số này giảm xuống. Và đây là một yếu tố nguy cơ nha, em hiểu bối cảnh lâm sàng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử tìm xem đứa trẻ của chúng ta có yếu tố nguy cơ nào làm cho mẫu số còn nó tăng lên hay không nha. Chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Thì anh đã có vong một cái, anh đã in đậm cái màu sắc, in đậm màu đỏ lên cho các em thấy rõ rồi. Đứa trẻ của chúng ta đang bị viêm phổi và đang được điều trị bằng kháng sinh. Đây chính là một stress đối với cơ thể nha. Bên cạnh đó thì bệnh nhân của chúng ta còn có thêm cả cái triệu chứng đó là nôn mửa, đau bụng nha. Nôn mửa và đau bụng thì theo các em á, bệnh nhân của chúng ta đang bị, có bà có đang bị một cái bệnh lý nhiễm trùng khác chẳng hạn như là viêm ruột hay không? Thì câu trả lời là có thể nha. Nhưng mà chút nữa thì trong cái phần triệu chứng thì anh sẽ phân tích kỹ cho mẹ em lý do tại vì sao đau bụng hoặc nôn mửa của bệnh nhân cũng có thể là nhiễm trùng nhưng mà cũng có thể không phải là nhiễm trùng, và các em cần chú ý điều đó nha. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái tình trạng nhiễm trùng cũng đã hiện hữu ở bệnh nhân này vì bệnh nhân của chúng ta có bị viêm phổi nha. Như vậy cả hai yếu tố đó là yếu tố làm tử số giảm xuống, tức là bệnh nhân của chúng ta giảm chất insulin, và yếu tố làm mẫu số tăng lên, tức là nhiễm trùng, thì đều đã hiện hữu trên bệnh nhân của chúng ta. Từ đó làm cho cái tỷ số insulin trên các cái hormone đối nghịch này nó giảm xuống quá mức và làm cho cái enzyme lipa này nó được hoạt hóa một cách dữ dội, và từ đó làm cho một lượng lớn thể ketone tạo ra bên trong cơ thể của bệnh nhân và làm cho bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường. Và đây là một cái tình huống điển hình tại vì nó hiện hữu cả hai yếu tố đó là giảm tiết insulin và tăng cả cái hormone đối nghịch trong cùng một bệnh nhân nha, em hiểu không? Và đây cũng là cái tình huống mà các em thường hay gặp nhất trong thực hành lâm sàng của mình liên quan tới yếu tố nguy cơ của toan ketone nha. Đầu tiên á, là các em gặp một cái bệnh nhân có một cái yếu tố nhiễm trùng nào đó bên dưới. Yếu tố nhiễm trùng này sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy chán ăn. Nếu như mà họ chán ăn thì theo mẹ em phản xạ của họ sẽ như thế nào, giống như bệnh nhân của chúng ta? Nếu họ chán ăn thì họ sẽ tiêm giảm chất insulin
họ sẽ giảm chất insulin. Nếu họ giảm chất insulin nha, kết hợp với họ đang bị nhiễm trùng thì họ sẽ bị toan ketone. Họ bị toan ketone thì họ nôn mửa nhiều. Họ nôn mửa nhiều thì họ sẽ không ăn. Và họ sẽ không ăn, họ sẽ không chích insulin. Và từ đó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh của họ càng ngày càng nặng lên. Và đây là một cái vòng luẩn quẩn mà các em sẽ thấy trong thực hành lâm sàng của mình nha. Như vậy, một bệnh nhân bị nhiễm trùng thì có tăng cả hormone đối nghịch. Nhiễm trùng sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy chán ăn. Chán ăn thì họ sẽ giảm tiêm insulin lại nha. Cái sự giảm tiêm insulin và tăng cả hormone đối nghịch sẽ làm giảm cái tỷ số insulin trên cả hormone đối nghịch, làm hoạt hóa thể lipase tạo ra một cái lượng lớn acetyl coenzyme A và thể ketone, sẽ làm cho bệnh nhân bị toan ketone. Toan ketone sẽ làm cho bệnh nhân bị nôn mửa. Bệnh nhân nôn mửa thì họ không ăn được. Họ không ăn được thì họ sẽ không chích insulin nha. Đây là một cái vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên, không phải lúc nào các em cũng có thể phát hiện thấy một cái trường hợp có đầy đủ các yếu tố nguy cơ như vậy nha. Không phải lúc nào. Bối cảnh lâm sàng đó là một bệnh nhân vẫn chích insulin đều đặn nhưng họ bị nhiễm khuẩn nha. Họ vẫn chích insulin đều đặn nhưng mà họ bị nhiễm khuẩn nha. Bệnh nhân khai với em là họ vẫn chích insulin đều đặn, vậy họ có nguy cơ bị toan ketone hay không? Họ có nguy cơ bị toan ketone hay không? Thì câu trả lời là trên thực hành lâm sàng vẫn sẽ có những cái bệnh nhân chích insulin đều đặn nhưng đơn giản họ bị nhiễm trùng, họ vẫn bị toan ketone. Thì thật sự đơn giản nha, họ bị thật sự đơn giản. Lý do vì sao? Vì nhiễm khuẩn nó sẽ làm cho mẫu số này tăng, chích insulin đều thì tử số sẽ giữ nguyên, thì kết hợp hai cái này thì nó vẫn làm giảm insulin trên cả hormone đối nghịch. Em hiểu không? Nó vẫn làm giảm. Và nhiều trường hợp nó giảm đủ thấp để có thể hoạt hóa cái enzyme lipase. Các em hiểu không? Còn vì sao trong cơ thể chúng ta khi chúng ta bị nhiễm trùng thì chúng ta không bị toan ketone? Tại vì trong cơ thể của chúng ta, tùy của chúng ta sẽ đáp ứng một cách tương ứng với các cái stress của cơ thể. Do đó nếu như mà chúng ta có bị nhiễm trùng thì nồng độ insulin của cơ thể trong cơ thể của chúng ta sẽ tự động tăng lên và làm cho cái tỷ số này không bị giảm xuống. Không, còn nếu như bệnh nhân chỉ có cái mẫu số này tăng lên mà tự không tăng lên theo giống như là trong cơ thể bình thường của chúng ta thì bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị toan ketone. Em hiểu không? Như vậy, bối cảnh lâm sàng điển hình á, là một bệnh nhân vừa không chích insulin vừa bị nhiễm trùng thì cả đó không cần bàn cãi, nhưng vẫn có những cái trường hợp bệnh nhân khai với em, họ chích insulin đều đặn nhưng mà chỉ vì một cái nhiễm trùng họ bị toan ketone thì điều đó vẫn hoàn toàn xảy ra. Tại vì hoàn toàn có thể xảy ra tại vì tự giữ nguyên nhưng mà mẫu tăng lên đủ cao để làm cho cái tỷ số insulin trên các hormone đối nghịch này giảm xuống đủ thấp để hoạt hóa enzyme lipase quá mức. Em hiểu chưa? Rồi, và một cái tình huống thứ hai đó là bệnh nhân này không nhiễm trùng nhưng mà đơn giản họ không chích insulin. Chứ không bị nhiễm trùng nhưng mà không chích insulin thì bệnh nhân có bị nhiễm toan ketone hay không? Thì câu trả lời cũng là có nha. Tại vì trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta mẫu dự nguyên tự giảm đủ thấp để làm cho tỷ số insulin trên cả hormone đối nghịch giảm xuống, hiểu chưa? Giảm xuống đủ thấp để làm cho cái enzyme lipase được hoạt hóa quá mức để tạo thành một cái lượng lớn thể ketone đủ để bệnh nhân này bị nhiễm toan ketone. Như vậy vẫn có khả năng một bệnh nhân không bị nhiễm trùng nhưng mà vì họ không chích insulin họ vẫn bị toan ketone ha. Tóm lại, không phải lúc nào các em cũng tìm thấy một cái trường hợp bệnh nhân điển hình như bệnh nhân mà anh đã đưa cho các em, mà nhiều khi các em chỉ tìm thấy một trong hai yếu tố nguy cơ. Một là tử số giảm xuống, hai là mẫu số tăng lên, như vậy thôi nha. Như vậy mà cả cái yếu tố nguy cơ của toan ketone đái tháo đường là ví dụ như không chích insulin, nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim, viêm tụy,
Và nhiều khi các em chỉ cần tìm thấy một trong số những cái yếu tố nguy cơ đó thôi. Nhưng mà chắc chắn cái tình huống thường hay gặp nhất sẽ là một bệnh nhân bị nhiễm trùng, họ sẽ chán ăn, họ sẽ giảm liều insulin và từ đó sẽ làm hai cái xuất hiện cùng một lúc. Và như anh đã cho mọi em xem trong cái tình huống vừa rồi nha. Rồi, như vậy anh đã giải thích cho các em về cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này nha. Cái này nó hơi phức tạp vì nó liên quan tới cái chuyển hóa của lipid và thể ketone, lipid mà thể ketone. Rồi, và lúc nào cũng vậy, các em luôn phải khai thác cho anh về hai yếu tố nguy cơ, đó là một yếu tố nguy cơ làm cho tỷ số nó giảm xuống và yếu tố nguy cơ thứ hai đó là làm cho mẫu số nó tăng lên. Và phần thứ hai đó là câu hỏi thảo luận thứ hai, đó là chúng ta sẽ phân tích các cái triệu chứng cơ năng cũng như là triệu chứng thực thể của bệnh nhân chúng ta và liên hệ nó với cái cơ chế bình sinh bên dưới nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2, đó là chúng ta sẽ phân tích các cái triệu chứng cơ năng và thực thể của bệnh nhân. Rồi, anh có đây là một cái slide về bệnh sử của bệnh nhân và anh sẽ tiến hành phân tích nó để đánh giá tất cả các cái triệu chứng của bệnh nhân. Những cái triệu chứng chính của bệnh nhân á, thì anh đã in màu đỏ và chúng ta sẽ phân tích tất cả các cái triệu chứng đó. Rồi, những cái triệu chứng chính nó có màu đỏ và chúng ta sẽ phân tích tất cả các cái triệu chứng của bệnh nhân chúng ta. Bệnh nhân có triệu chứng nào thì chúng ta sẽ phân tích triệu chứng đó. Anh sẽ đi từ cái dễ trước, đó là hai triệu chứng uống nhiều và tiểu nhiều. Uống nhiều và tiểu nhiều. Rồi, uống nhiều và tiểu nhiều thì nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng uống nhiều và tiểu nhiều như bên trong bệnh nhân của chúng ta? Thì như các em thấy, đó là toan ketone là một cái tình trạng trong đó thường là có cái sự giảm tiết insulin và tăng cả cái hormone đối nghịch. Và chính vì cái sự giảm tiết insulin và tăng cả cái hormone đối nghịch như vậy cho nên thông thường trong toan ketone nó thường đi kèm với cái tình trạng tăng glucose máu. Mặc dù cái glucose máu trong không phải là cái yếu tố quyết định mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan ketone. Ví dụ như glucose máu của bệnh nhân chúng ta em thấy là 20 mmol/L. Cái tình trạng tăng glucose máu của bệnh nhân không phải là cái yếu tố quyết định mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan ketone, nhưng mà tình trạng tăng glucose máu như thế này sẽ dẫn đến tình trạng lợi niệu thẩm thấu nha. Tình trạng lợi niệu thẩm thấu còn được làm nặng thêm bởi các cái thể ketone nữa. Như vậy, tăng glucose máu và tăng thể ketone trong máu sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu trong nước tiểu và từ đó tạo ra cái sự lợi niệu thẩm thấu và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều nha. Làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều. Như vậy, chúng ta đã giải thích được lý do tại vì sao ở những cái bệnh nhân bị toan ketone họ thường hay đi tiểu nhiều nha. Và chúng ta tiếp tục tình trạng tiểu nhiều sẽ làm cho bệnh nhân mất nước. Bên cạnh đó nha, tình trạng tiểu nhiều sẽ làm cho bệnh nhân mất nước và làm cho bệnh nhân rất là khạc nước. Bên cạnh đó, em còn tìm thấy lý do nào khác làm cho bệnh nhân cảm thấy rất là khạc nước hay không? Thì cũng đơn giản, đó là cái tình trạng tăng glucose máu kết hợp với tăng thể ketone trong máu và lợi niệu thẩm thấu sẽ làm cho máu của bệnh nhân bị cố đặc, từ đó làm tăng áp lực thẩm thấu nha. Từ đó làm tăng áp lực thẩm thấu, mà tăng áp lực thẩm thấu sẽ kích thích lên trung tâm khác và làm cho bệnh nhân rất khát nước. Và đó chính là lý do tại vì sao bệnh nhân của chúng ta uống nhiều ha. Như vậy, hai triệu chứng uống nhiều và tiểu nhiều thì chúng ta giải thích rất là dễ ha. Chúng ta giải thích rất là dễ. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái triệu chứng nào nữa nha. Chúng ta đã giải thích được triệu chứng uống nhiều và tiểu nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục với triệu chứng thở nhanh. Em để ý là nhịp thở của bệnh nhân là 30 lần trên phút nha. Nhịp thở của bệnh nhân bệnh chúng ta là 30 lần trên phút. Thở nhanh trong bệnh đái tháo đường thì người ta gọi là nhịp thở Kussmaul nha. Thì anh hy vọng các em không có quên cái nhịp thở này. Anh đã có cho các em xem cái video này trong cái bài khí máu động mạch, đúng chưa? Thì cơ chế của cái nhịp thở này thì anh cũng đã giải thích khá là rõ trong cái bài khí máu động mạch. Các em có thể nghe lại bài đó nếu như
cả lan ba đó để có thể hiểu sâu hơn về cái phần này. Nhưng mà có thể giải thích đơn giản thì lý do là tại vì bệnh nhân của chúng ta đang bị nhiễm toán, thì bệnh toán cái tôn mà toán ở đây là toán chuyển hóa, do cái sự tăng của nồng của cái tôn trong máu. Toán chuyển hóa thì hô hấp sẽ bù trừ bằng bằng kiềm hô hấp, và quá trình này sẽ xảy ra ngay lập tức. Kiềm hô hấp tức là bệnh nhân sẽ tăng nhịp thở để đào thải CO2 ra ngoài. Thì trên thực tế, nhịp thở Kussmaul là một cái nhịp thở hữu hiệu để đào thải hết CO2 ra ngoài. Nhiều tài liệu người ta mô tả là nhịp thở Kussmaul là nhịp chậm và sâu, nhưng mà không nhất thiết như thế. Nhịp thở hiệu quả, nhưng ví dụ trong bệnh nhân của chúng ta nhịp thở là lên tới 30 lần trên phút, thì theo anh thì nhịp thở Kussmaul phải cần đặt tên, phải có tính chất là nhịp nhanh và sâu mới đúng nha, tức là một cái nhịp thở hiệu quả nha. Rồi, như vậy triệu chứng thở nhanh chúng ta cũng giải thích được, triệu chứng thở nhanh cũng chúng ta cũng giải thích được. Chúng ta sẽ sang cả cái triệu chứng của chúng ta sẽ sang cả cái triệu chứng của mất nước nha. Và chính vì cái tình trạng mất nước, các em sẽ thấy bệnh nhân của chúng ta xuất hiện một số cả cái triệu chứng mất nước ở một số mức độ nào đó. Và cả cái triệu chứng của mất nước thì anh đã giải thích ở phía trên, gồm có mất mắt trũng, nhãn cầu mềm, mất độ đàn hồi da và nếp véo da dương tính. Đây là các cái triệu chứng mất nước. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy là đứa trẻ của chúng ta bị lơ mơ, tức là có rối loạn một chút về cái tình trạng ý thức, nhưng mà nó vẫn trả lời được các cái câu hỏi. Thì trên thực tế, đối với cái tình trạng ý thức của một bệnh nhân bị toán cái tôn đái tháo đường á, thì nó có thể biểu hiện các cái triệu chứng thay đổi từ tỉnh táo hoàn toàn đến ngủ lìm hoặc là hôn mê. Có nghĩa là trong cái toán cái tôn đái tháo đường, tình trạng ý thức nó khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhân, nó khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Mặc dù đứa trẻ của chúng ta là bị lơ mơ, nhưng mà các em nhớ là như vậy nhé, có thể tỉnh táo hoàn toàn. Và trên thực tế, hầu hết bệnh nhân bị toán cái tôn đái tháo đường vào viện đều không bị hôn mê. Do đó chúng ta không gọi bệnh lý này là hôn mê. Trước đây á, là người ta gọi là hôn mê toán cái tôn, nhưng mà bây giờ người ta không gọi là hôn mê toán cái tôn như trước đây nữa, mà chúng ta chỉ gọi là toán cái tôn đái tháo đường mà thôi nha. Anh nói như vậy để các em biết trước đây người ta đặt tên cái bệnh lý này là hôn mê toán cái tôn là vì họ nghĩ là có hôn mê, nhưng mà trên thực tế thì hầu hết bệnh nhân vào viện là đều không hôn mê nha. Thì bây giờ người ta đã đổi cái tên nó lại là thành toán cái tôn đái tháo đường. Rồi, chúng ta tiếp tục xem thử bệnh nhân của chúng ta còn cái gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về nhiệt độ của bệnh nhân. Bệnh nhân của chúng ta có nhiệt độ là 37 độ C thôi, các em thấy có việc vô lý không? Chúng ta đang có một cái bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, bị viêm phổi toàn cái tôn đái tháo đường, nhưng mà bệnh nhân của chúng ta không sốt, nhiệt độ chỉ có 37 độ C thôi. Chúng ta giải thích điều này như thế nào? Thì nha, nè các em phân tích thì chúng ta có bệnh nhân bị viêm phổi đó, nhưng mà nhiệt độ không tăng. Thì trên thực tế một số bệnh nhân á, thậm chí em thấy là nhiệt độ của nó còn giảm nữa. Thì các em giải thích được lý do tại vì sao á, là bệnh nhân của chúng ta đang bị nhiễm trùng mà nhiệt độ nó không tăng không? Thì lý giải đó là do cái tình trạng giãn mạch ngoài vi. Các em có giải thích được lý do vì sao trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta có cái sự giãn giãn mạch ở ngoài vi không? Thì đơn giản là bệnh nhân của chúng ta đang bị toan cái tôn, và toan cái tôn sẽ có ion hoạt động, và ion hoạt động sẽ làm giãn mạch nha. Thì anh hy vọng các em nhớ cái điều này bên trong sinh lý. Ví dụ như trong trường hợp một cái mô nào đó thiếu oxy chẳng hạn, kiểu như mà mô thiếu oxy á, thì nó sẽ làm tăng cái CO2 ở mô, và những cái chỗ nào mà bên trong cơ thể mà bị thiếu oxy tăng CO2 thì thường tại những cái vị trí đó thường hay có giãn mạch nha. Và CO2 sẽ là gián tiếp làm tăng ion hoạt cộng, và chính ion hoạt cộng một phần nào đó nó gây giãn mạch nha. Như vậy nhớ cho anh một điều là dù bệnh nhân bị toan cái tôn đái tháo đường có đang bị nhiễm trùng đi chăng nữa, thì bệnh nhân cũng sẽ không thì nhiệt độ của bệnh nhân cũng sẽ không tăng, và nhiều khi bệnh nhân còn hạ thân nhiệt nữa. Nguyên nhân á, là do cái sự giãn mạch do ion hoạt cộng nha. Sự giãn mạch nó sẽ làm mất nhiệt độ ra bên ngoài, và
Và các em cần nhớ là dấu hiệu hạ thân nhiệt là một cái dấu hiệu tiên lượng xấu nhá. Dấu hiệu hạ thân nhiệt là một cái dấu hiệu tiên lượng xấu ở bệnh nhân bị toàn cái tổn đái tháo đường. Rồi tiếp, chúng ta còn triệu chứng nào ở bệnh nhân của chúng ta nữa hay không? Chúng ta còn bộ ba triệu chứng là buồn nôn, nôn mửa và đau bụng nha. Đây là một cái đoạn quan trọng và các em tập trung vào cái đoạn này. Bệnh nhân của chúng ta có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và đau bụng thì hồi nãy khi mà phân tích về yếu tố nguy cơ thì anh có đặt câu hỏi đó là em có nghĩ tới bệnh lý viêm ruột trên bệnh nhân của chúng ta hay không? Thì câu trả lời là các em thấy là bệnh nhân của chúng ta là mặc dù đau bụng nhưng mà nghe âm ruột thì không hề tăng, và siêu âm ruột, siêu âm bụng cũng không có sự tăng nhu động ruột. Bên cạnh đó nha, bên cạnh đó thì bệnh nhân của chúng ta không hề có triệu chứng của tiêu chảy, bệnh nhân chỉ đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Thì các em chú ý đó là triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn mửa ở một bệnh nhân bị toan cái tôn đã tháo đường, đó là một triệu chứng hoàn toàn bình thường, không nhất thiết là dấu hiệu của tình trạng viêm ruột. Em hiểu nha. Thì buồn nôn, nôn mửa và đau bụng chúng ta có thể giải thích là nhờ là do cái sự thay đổi pH máu theo hướng axit, nó có thể kích thích trung tâm gây nôn và làm cho bệnh nhân bị buồn nôn. Nhưng mà đau bụng vì sao trong toàn cái tôi bệnh nhân bị đau bụng á, thì chúng ta vẫn chưa có cái câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà các em cần nhớ là nó là một cái triệu chứng thường gặp trong toàn cái tôi đã tháo đường với tần suất có thể lên tới 50% các cái trường hợp. Tuy nhiên thì bất cứ cái bệnh nhân nào vào viện với triệu chứng đau bụng như bệnh nhân của chúng ta đều phải thận trọng nha. Bởi vì triệu chứng đau bụng của bệnh nhân có thể là dấu hiệu của bệnh toan cái tôn đái tháo đường, nhưng đó cũng là dấu hiệu khởi phát của toan cái tôn đái tháo đường, tức là yếu tố nguy cơ của toan cái tôn đái tháo đường, tức là dấu hiệu của viêm ruột, của nhiễm trùng. Và các em cần chú ý là các triệu chứng của buồn nôn, nôn mửa và đau bụng ấy, là tỷ lệ thuận với mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan chuyển hóa, tỷ lệ thuận với mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan chuyển hóa. Do đó, nếu như em đứng trước một bệnh nhân bị đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, trong khi xét nghiệm ra thì thấy cái tình trạng toan chuyển hóa nó không nặng nề cho lắm, thì các em phải nghĩ tới buồn nôn, nôn mửa và đau bụng là dấu hiệu của viêm ruột, chứ không phải là dấu hiệu của toan cái tôn đái tháo đường. Hoặc là một trường hợp là bệnh nhân bị đau bụng, buồn nôn mà sau khi các em bù dịch và điều chỉnh tình trạng nhiễm toan chuyển hóa rồi mà các cái triệu chứng đau bụng và buồn nôn nó vẫn không hồi phục thì các em phải nghĩ tới viêm ruột. Em hiểu chưa? Như vậy đó là cái triệu chứng buồn nôn, đau bụng trên bệnh nhân bị toan cái tôn, nhớ là nó có thể là dấu hiệu của DKA nhưng cũng có thể là dấu hiệu của viêm ruột, tức là yếu tố nguy cơ của DKA. Như vậy tóm lại, bệnh nhân của chúng ta có rất nhiều các cái triệu chứng, thì đứng trước một cái bệnh nhân như thế nào thì em nghĩ tới bệnh nhân toan cái tôn đái tháo đường. Thì anh sẽ cho các em một số các cái tình huống lâm sàng mà khi các em gặp thì phải nghĩ ngay đến khả năng là bệnh nhân bị toan cái tôn nha. Một số bối cảnh lâm sàng. Bối cảnh thứ nhất, đó là một bệnh nhân tiền sử đái tháo đường type 1 vào viện trong bối cảnh của mất nước. Bệnh nhân khai là tiểu nhiều, khạc nhiều và mất nước nha. Như vậy đây là cái bối cảnh đầu tiên mà em phải nghĩ tới toan cái tôn đái tháo đường nha. Bệnh nhân thứ hai, đó là một bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 vào viện trong bối cảnh của thở nhanh, trong một cái loại nhịp thở mà người ta gọi là nhịp thở Cushmore nha. Và anh hy vọng các em sẽ không quên cái video này, một cái trường hợp điển hình của nhịp thở Cushmore. Và bối cảnh lâm sàng thứ ba, đó là một bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 vào viện vì nôn mửa liên tục nha. Vào viện vì nôn mửa liên tục thì các em cũng phải nghĩ tới toan cái tôn đái tháo đường. Đấy là ba tình huống lâm sàng mà anh hay gặp liên quan tới bệnh toan cái tôn đái tháo đường. Thì mỗi khi mà các em gặp một tình huống như vậy thì hãy nhớ ngay tới bệnh toan cái tôn đái tháo đường. Và cần nhớ cho anh đó là triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, đau bụng
thì có thể không phải là triệu chứng của nhiễm khuẩn mà nó đơn thuần là triệu chứng của toan kê tôn đái tháo đường nha. Rồi, và một cái câu mà anh muốn nhắc cho mẹ em đó là khi mà em đứng trước một bệnh nhân nha, thì các em không chỉ đơn thuần nhìn vào triệu chứng mà các em phải biết là chuyện gì xảy ra bên trong cơ thể của bệnh nhân nha. Như vậy, như thế thì các em sẽ nhớ bài lâu hơn ha. Rồi, như vậy thì để xem chúng ta đã hết các cái triệu chứng để phân tích rồi. Như vậy thì anh đã xong phần triệu chứng và anh hy vọng nó không có, anh không có làm phức tạp quá vấn đề hay, tại vì anh đúng là cái bài nó hơi dài, nhưng mà vấn đề là nếu như mà anh nói cho các em về triệu chứng một cách dễ dàng liệt kê thì nó dễ vô cùng, nhưng mà nếu làm như vậy thì các em sẽ rất mau quên ha. Nếu như các em hiểu cặn kẽ cái vấn đề bên dưới thì mới khó nha, mới khó, nhưng mà nó sẽ làm cho các em nhớ bài rất là lâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi, và đây cũng là cái phần quan trọng nhất, và đây mới là mấu chốt quyết định chẩn đoán của bệnh nhân, đó là vấn đề những cái biến đổi về cận lâm sàng. Đây là một cái bảng đồng thuận ADA 2009 tiêu chuẩn chẩn đoán DKA và HKS, và anh sẽ phân tích nó cho các em. Thì trong cái phần phân tích nó này á, trong cái phần phân tích này á, thì anh sẽ có hai phần. Phần 1 là anh sẽ phân tích những cái biến đổi cận lâm sàng liên quan tới tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì trong cái phần biến đổi cận lâm sàng liên quan tới tiêu chuẩn chẩn đoán thì anh sẽ nói về pH của bệnh nhân, anh sẽ nói về bicarbonate, anh sẽ nói về keton mẫu và keton niệu. Còn trong phần thứ hai, anh sẽ nói cho các em về những cái biến đổi liên quan tới các cái kết quả cận lâm sàng khác. Thì những cái biến đổi này là những cái biến đổi thường gặp trên bệnh nhân bị toan keton đái tháo đường, nhưng nó không nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán, nhưng nó cũng rất quan trọng, anh hiểu chưa? Rồi, tuy nhiên trước khi mà chúng ta phân tích cả cái cận lâm sàng á, thì thường là thì anh có một cái câu hỏi nha. Câu hỏi này cũng là khá quan trọng trong cái bệnh nhân của chúng ta, đó là đứng trước một bệnh nhân có nghi ngờ chẩn đoán toan keton đái tháo đường thì em sẽ chỉ định cho bệnh nhân làm những cái xét nghiệm nào nha. Đó là một cái câu hỏi khá là thực tế. Thì đầu tiên chúng ta không thể quên, đó là chúng ta phải cho bệnh nhân làm gluco máu để đánh giá về cái tình trạng tăng gluco máu của bệnh nhân, đúng chưa? Thứ hai, đó là em phải cho bệnh nhân làm BUN và creatinine, tại vì chúng ta đang đối mặt với một cái bệnh nhân tiểu nhiều, nôn mửa và mất nước nặng nha, thì có thể họ sẽ bị suy thận trực thận và sau đó có thể bị hoại tử ống thận cấp, cho nên chúng ta phải làm BUN và creatinine. Vấn đề thứ ba, đó là chúng ta sẽ đánh giá về điện giải đồ. Họ tiểu nhiều, họ tăng gluco máu, họ nôn mửa nhiều thì họ sẽ bị rối loạn điện giải nha. Và điện giải đồ cũng là một cái thông số giúp chúng ta đánh giá về cái nồng độ osmol của bệnh nhân, để chúng ta có thể phân biệt bệnh nhân bị DKA hay là HHS nha. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ đánh giá nồng độ của keton trong nước tiểu, và nếu có điều kiện thì chúng ta đánh giá luôn cái nồng độ keton trong máu. Xét nghiệm thường hay làm nhất tại các cái bình phong để có thể xác định được cái keton trong nước tiểu đó là 10 thông số nước tiểu nha. Cho đó là lý do tại vì sao anh yêu cầu các em là phải nghe cái 30 thông số nước tiểu trước khi mà nghe cái bài toán keton đái tháo đường này. Và xét nghiệm quan trọng nhất để chúng ta đánh giá bệnh nhân có bị nhiễm toan keton không, đó là xét nghiệm, rồi anh hy vọng các em trả lời được, đó là khí máu động mạch nha. Đó cũng là lý do tại vì sao anh yêu cầu các em nghe cái bài khí máu động mạch. Và bên cạnh đó, một cái xét nghiệm chúng ta cũng không được quên, đó là ECG nha, để đánh giá cái sự ảnh hưởng của các cái rối loạn điện giải đồ lên quả tim của bệnh nhân. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái sơ đồ này, và đây là cái phần tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là tiêu chuẩn để phân độ mức độ nặng nhẹ của toan keton đái tháo đường của ADA. Chúng ta có ở đây, chúng ta gồm sẽ phân tích những cái vấn đề nào. Thứ nhất là pH, thứ hai là bicarbonate, thứ ba là keton. Keton thì có keton trong nước tiểu và keton trong máu. Thứ tư là nồng độ osmol hiệu quả. Thực ra cái này thì anh sẽ không nói đây, anh nói trong bài HHS.
khoảng gặp anh em và tình trạng ý thức nha. Trước hết đó là pH máu, tại vì chúng ta đang có một cái bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường cho nên pH của bệnh nhân phải biến đổi theo hướng của toan. Chúng ta sẽ có 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là từ 7,35 cho tới 7,25 cho tới 7,3 thì người ta đánh giá là mức độ nhẹ, mild nha. Chúng ta từ 7 cho tới 7,24 thì chúng ta sẽ đánh giá là mức độ trung bình. Và dưới 7 là chúng ta sẽ đánh giá mức độ nặng. Đấy nha, chúng ta có 3 mức độ như vậy. Nhưng mà tóm lại thì tiêu chuẩn liên quan tới pH để chẩn đoán toan ketone đái tháo đường thì pH của bệnh nhân sẽ phải nhỏ hơn 7,3 nha. Hồi nãy anh đã có nói cho các em rồi. Tương tự như vậy, vì chúng ta đang có một cái bệnh nhân bị toan chuyển hóa cho nên nồng độ bicarbonate trong máu của bệnh nhân sẽ giảm xuống. Nếu muốn kiểm tra cái nồng độ bicarbonate thì theo mẹ em chúng ta có những cái xét nghiệm nào để kiểm tra cái nồng độ bicarbonate? Chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm nào? Chúng ta có hai phương pháp để mà định lượng cái nồng độ bicarbonate trong máu nha. Các em có thể đánh giá thông qua một cái xét nghiệm mà người ta gọi là điện giải đồ dự trữ kiềm nhé, dự trữ kiềm, hoặc là một cái xét nghiệm khác đó là khí máu động mạch nhé. Khí máu động mạch thì em có thể xác định được cái nồng độ bicarbonate, và nhớ là cái đơn vị người ta thường hay sử dụng là milliequivalent trên lít, nó tương đương với millimol trên lít đối với cả cái ion có hóa kim ngục. Thì chúng ta đang có một cái bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa cho nên nồng độ của hạt CO3 trong máu của bệnh nhân sẽ giảm xuống. Nếu như ở mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ có cái hạt CO3 tư là từ 15 cho tới 18. Ở mức độ trung bình hạt CO3 tư sẽ là từ 10 cho tới 15 và mức độ nặng là 10. Chúng ta chỉ tính ngang cái cột này qua thôi, tại vì bên này là cái tiêu chuẩn dành cho hạt hạt S thôi. Và chúng ta tiếp theo đó là phần chính nha. Phần tiếp theo cũng là cái phần chính mà anh sẽ tập trung anh nói nhiều nhất, đó là ketone, ketone niệu và ketone máu. Ketone niệu thì dương tính trong cả ba trường hợp, từ nhẹ cho đến trung bình cho đến nặng thì chúng ta đều có ketone dương tính cả nha. Dĩ nhiên là vì bệnh nhân của chúng ta đang bị toan ketone đái tháo đường cho nên bệnh nhân của chúng ta sẽ có ketone máu và ketone niệu dương tính, điều đó thì không bàn cãi. Tuy nhiên nói về cái thể ketone thì chúng ta có rất là nhiều các cái thứ để chúng ta nói. Rồi theo thì trong tất cả các cái tiêu chuẩn này thì thông số nào là quyết định đến cái chẩn đoán DKA thì đó chính là cái ketone máu. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng thì không phải bệnh viện nào cũng xét nghiệm ketone máu, nhưng mà thông thường chúng ta chỉ xét nghiệm ketone thông qua chúng ta đánh giá thông qua cái ketone niệu mà thôi. Và xét nghiệm ketone niệu thường được làm nhất đó là 10 thông số nước tiểu nha, anh đã nói cho em trước đó đấy. Và trong đó người ta bảng định lượng ketone trong nước tiểu, kết quả thường cho ra dưới dạng 1+, 2+ và 3+ ha. Rồi thì như anh đã nhắc, chúng ta có rất là nhiều các cái vấn đề cần nói về cái thể ketone trong bình toan ketone đái tháo đường. Và cái nội dung tiếp theo sau đây anh sẽ tập trung phân tích cho các em về các cái thể ketone trong đái tháo đường, anh sẽ nói kỹ hơn một chút so với cái bài 10 thông số nước tiểu. Thì trước hết để hiểu về thể ketone thì các em phải thì anh nhắc lại một chút về cái cơ chế tạo thành thể ketone. Thì cái hình này nó cũng giống như cái hình hồi này nhưng mà nó đơn giản hơn rất là nhiều và tập trung vào đó là cả cái thể ketone để chúng ta có thể hiểu hơn về cái thể ketone. Chúng ta có ở đây là axit béo. Axit béo sẽ tạo thành acetin CoA thông qua một cái quá trình mà người ta gọi là beta oxy hóa. Thì sau khi mà acetin CoA tạo thành đủ năng lượng rồi thì những cái lượng acetin CoA thừa sẽ được chuyển hóa thành acetic acid, nhưng mà đây là người ta ghi là acetoacetate nha. Rõ ràng đây là một cái ketone acid, các em phải hiểu cái định nghĩa của ketone acid. Ketone acid là gì? Ketone acid là một cái chất mà trong đó nó có vừa có tính chất của acid và vừa có tính chất của aldehyde nha. Thì các em sẽ nhìn vào cái công thức cấu tạo của acetoacetic acid ở đấy. Chúng ta có gốc COOH, tức là có tính acid, và chúng ta có thêm cái gốc CO, tức là có tính aldehyde. Như vậy đấy đúng là một cái thể người ta gọi là ketone acid nha. Ketoacid, em hiểu nha. Rồi, sau đó thì
acetoacetic acid sẽ được chuyển thành acetone. Và chính cái acetone này làm cho hơi thở của bệnh nhân có mùi táo chín. Thì mẹ em nhìn vào acetone thì theo mẹ em, acetone có được xếp vào một cái ketone acid không? Nha, thì cả em thấy rõ ràng là không. Acetone chỉ có gốc CO mà không có gốc COOH, không có. Cho nên acetone chỉ là một aldehyde. Acetone chỉ là một aldehyde. Acetone không phải là acid. Em hiểu chưa? Acetone không phải là acid. Rồi, chúng ta sẽ tiếp. Và acetoacetic acid này nó cũng sẽ được chuyển hóa thành beta hydroxybutyric. Và nếu như em nhìn kỹ ở đây, beta hydroxybutyric có gốc COOH, cho nên nó là một acid carbonic. Nhưng mà nó có gốc ketone, có gốc aldehyde không? Thì câu trả lời là không. Như vậy beta hydroxybutyric là một acid nhưng không phải là một aldehyde, cho nên nó không phải là một ketone acid. Như vậy nếu thật sự nói đâu là ketone acid trong ba chất gồm có acetoacetic acid, acetone và beta hydroxybutyric, thì thật sự chỉ có acetoacetic acid là một ketone acid thật sự. Còn hai thằng bên này, một thằng thì có tính chất acid đơn thuần, không phải aldehyde, còn thằng bên kia thì chỉ có tính chất aldehyde đơn thuần, không phải acid ha. Tuy nhiên thật sự đây không phải là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Vấn đề mà chúng ta quan tâm đó là gì? Và đây cũng là cái nội dung mà anh cũng đã nói trong 30 thông số nước tiểu rồi. Và trong cái tài liệu này thì ADA họ cũng nói lại cho các em. Các em hãy nhìn kỹ vào cái dấu sao mà người ta ký hiệu ở trên cái urine ketone và serum ketone. Nha. Sau đó các em nhìn xuống dưới này, dấu sao, em thấy nitroprusside reaction method, phương pháp phản ứng nitroprusside. Nha. Phương pháp phản ứng nitroprusside tức là thể ketone này người ta định lượng bằng phương pháp phản ứng nitroprusside. Đây là một cái phương pháp có nhược điểm gì nha? Đây là một cái phương pháp có nhược điểm gì? Rồi, đây là một cái slide để nói cho các em về cái phương pháp định lượng ketone acid sử dụng phương pháp nitroprusside. Nitroprusside, em nhìn kỹ ở đây, nó thường trong môi trường kiềm nó sẽ phản ứng với gốc ketone để tạo thành một cái vòng màu tím ở đây nha. Nó chỉ phản ứng với acetone và acetoacetic acid và nó không phản ứng với beta hydroxybutyric. Được chưa? Rồi, như vậy đó là cái phản ứng nitroprusside. Các em sẽ quay lại hình này, các em sẽ thấy phương pháp nitroprusside chỉ giúp chúng ta phát hiện thấy acetoacetic acid và acetone mà thôi. Nhưng mà các em nhìn kỹ vào phía bên trái này, beta hydroxybutyric là dạng ketone chính được tạo thành trong DKA. Như vậy, cái dạng ketone chính được tạo thành trong DKA nhưng nó lại không được phát hiện thông qua phương pháp nitroprusside. Do đó khi mà chúng ta xét nghiệm ketone niệu hoặc ketone mẫu thường xuyên, thường quy sử dụng cái phương pháp nitroprusside thì nó không thể hiện được cái mức độ, nó không thể hiện được chính xác về mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan ketone của bệnh nhân. Và chúng ta sẽ phải có một cái phương pháp nào đó chính xác hơn để định lượng cái thằng beta hydroxybutyric này. Thì thực sự chúng ta có xét nghiệm như vậy, nhưng mà nó chưa được làm thường quy ở bệnh viện và chúng ta vẫn phải đang phụ thuộc vào cái xét nghiệm có tên là 10 thông số nước tiểu để chúng ta có thể đánh giá thể ketone ở trong máu. Và như anh đã phân tích nha, là trong cái giai đoạn cấp á, tức là trong khi mà bệnh ketone đái tháo đường đang tiến triển á, thì beta hydroxybutyric được tạo thành rất là nhiều, nhưng mà xét nghiệm của chúng ta theo phương pháp nitroprusside không phát hiện được nó, cho nên kết quả của nó không phản ánh một cách chính xác về mức độ nặng của tình trạng toan ketone đái tháo đường của bệnh nhân. Tuy nhiên sau khi chúng ta điều trị bệnh nhân bằng insulin và bù dịch thì sao? Sau khi chúng ta điều trị bằng insulin và bù dịch, tình trạng bệnh nhân phục hồi thì sao? Thì các em lại, em nhớ này, sau khi chúng ta điều trị bằng insulin và bù dịch, bệnh nhân phục hồi
thì quá trình này lại chuyển hóa theo hướng ngược lại. Quá trình này được chuyển hóa theo hướng ngược lại, tức là beta-hydroxybutyric sẽ được oxy hóa ngược lại để tạo thành acetoacetic acid. Do đó, mặc dù bệnh nhân của chúng ta đang phục hồi, nhưng khi các em xét nghiệm thể ketone thì nó sẽ cho kết quả như thế nào? Nếu em xét nghiệm thể ketone thông qua 10 thông số nước tiểu hoặc là ketone máu sử dụng phương pháp nitroprusside thì nó là dương tính mạnh hơn nha. Như vậy trong cả hai trường hợp, khi mà em sử dụng xét nghiệm ketone máu hoặc ketone niệu bằng phương pháp nitroprusside để đánh giá về mức độ nặng của tình trạng nhiễm toan ketone đái tháo đường thì cả hai đều không phản ánh đúng cái tình trạng của bệnh nhân nha. Thì cả hai đều không phản ánh đúng tình trạng của bệnh nhân. Rồi nha. Như vậy tóm lại nha, trong giai đoạn cấp của toan ketone đái tháo đường, cơ thể sẽ sản xuất ra rất là nhiều beta-hydroxybutyric. Còn trong giai đoạn phục hồi thì có cái sự chuyển dịch từ beta-hydroxybutyric sang acetoacetic acid. Xét nghiệm 10 thông số nước tiểu của chúng ta sử dụng phản ứng nitroprusside để tìm thể ketone, nó chỉ giúp chúng ta phát hiện được acetone và acetoacetic acid, nhưng nó không giúp chúng ta phát hiện được beta-hydroxybutyric. Trong giai đoạn cấp thì chúng ta có cái sự tăng của beta-hydroxybutyric, do đó cái xét nghiệm này dương tính sẽ không mạnh nha. Nhưng mà trong giai đoạn phục hồi có cái sự chuyển dịch từ beta-hydroxybutyric sang acetoacetic acid, thì khi đó bệnh nhân sẽ có ketone, sẽ phản ứng ketone dương tính mạnh. Do đó, xét nghiệm ketone sẽ không cho chúng ta ước tính chính xác về mức độ nặng tình trạng bệnh lý của bệnh nhân nha. Cho nên trong tài liệu ADA người ta khuyến cáo nếu được thì chúng ta nên cho bệnh nhân định lượng beta-hydroxybutyric, thì khi đó nó sẽ chính xác hơn trong việc chẩn đoán nha. Và dĩ nhiên thì cái sự tích tụ của rồi định lượng beta-hydroxybutyric và dĩ nhiên thì cái sự tích tụ của acetoacetic acid sẽ dẫn đến một cái tình trạng axit chuyển hóa là rõ rồi, và tăng khoảng gạp anion nha. Axit chuyển hóa tăng khoảng gạp anion. Khoảng gạp anion thì bằng cái gì trừ cái gì, các em có nhớ không? Khoảng gạp anion thì chúng ta sẽ lấy natri trừ cho clo cộng cho HCO3 trừ chứ. Natri trừ cho clo cộng với HCO3 trừ. Bình thường khoảng gạp anion này sẽ dưới 12 nhé. Nếu như khoảng gạp anion trên 12 thì người ta gọi là nhiễm axit chuyển hóa tăng khoảng gạp anion nhé. Các em nên nghe lại cái bài đọc chỉ mạo phức tạp để hiểu rõ hơn cái này. Rồi rồi về tình, chúng ta còn thêm một cái trong cái cận lâm sàng, mặc dù họ ghi là cận lâm sàng nhưng mà chúng ta có cái tình trạng ý thức á. Tình trạng ý thức thì nếu như mà nhẹ thì bệnh nhân sẽ tỉnh táo, nếu như mà nặng thì bệnh nhân có thể sững sờ hoặc là hôn mê. Nhưng mà thực tế thì bệnh nhân mà bị toan ketone đái tháo đường thường là vào viện họ không hôn mê. Còn trong cái bảng này là chúng ta còn thêm một cái vấn đề chúng ta nói nữa, đó là liên quan tới glucose máu. Thì các em thấy ở đấy là tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán toan ketone đái tháo đường liên quan tới glucose máu á, là thường thì glucose của bệnh nhân á, là trên 250 mg trên decilit, tức là tính theo đơn vị milimol trên lít là 14 mmol trên lít. Nhưng mà thật sự thì cái tiêu chuẩn về glucose máu không phải là cái tiêu chuẩn quyết định trong toan ketone đái tháo đường á. Và các em nhớ có tới 10% bệnh nhân toan ketone đái tháo đường đó là có glucose máu không tăng. Và vì nó không phải là cái thực sự quyết định đến cái chẩn đoán toan ketone đái tháo đường, cho nên anh để cái phần glucose anh sẽ nói ở phía sau liên quan tới cả cái biến đổi cận lâm sàng khác mà không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán, anh hiểu nhá. Như vậy thì tóm lại thì toan ketone đái tháo đường thì đây là cái slide mà hồi nãy anh đã cung cấp cho mẹ em. Tiêu chuẩn để chẩn đoán toan ketone đái tháo đường thì gồm có 3 cái, thứ nhất là toan, thứ hai là ketone và thứ ba đái tháo đường. Nhưng mà cái glucose máu lớn hơn 250 mg trên decilit này thực sự nó cũng không phải là cái yếu tố quyết định. Toan thì được định nghĩa bằng một á, là pH, đây là một cái tình trạng toan chuyển hóa, pH phải dưới 7,30, HCO3 trừ dưới 18. Ketone á, là ketone niệu á, là dương tính, ketone máu là dương tính nha. Đái tháo đường thì glucose máu phải trên 250 mg trên decilit. Rồi bây giờ các em hãy đối chiếu với bệnh nhân của chúng ta và đối chiếu bệnh nhân của chúng ta với cái bảng bên này, và chúng ta xem thử bệnh nhân của chúng ta đang bị DK ở mức độ nào.
Thứ nhất là chúng ta thấy là bệnh nhân của chúng ta có pH chỉ có là 6,89 mà thôi. Cho nên bệnh nhân của chúng ta đang bị HCl3+ là 6 mmol trên lít nha. Như vậy ở đây là chúng ta đã đủ để nói là bệnh nhân của chúng ta đang bị toàn cái tôn đã tháo đường mức độ nặng nha. Nha, hai cái này đều dương tính rồi. Cái này thì chúng ta sẽ không nói ở bài này, chúng ta sẽ nói trong bài HHS. Các em có thể tính khoảng anh em gặp bệnh nhân cho anh được không? Rồi, còn gặp anh em của bệnh nhân chúng ta sẽ lấy natri trừ cho clo còn về HCl3+ ha, con nhớ không? Rồi natri của bệnh nhân là 127 trừ cho clo của bệnh nhân là 100 đúng không? Cộng cho HCl3+ là 6 127 trừ cho 106 được 21 ha. Yeah. Như vậy bệnh nhân của chúng ta là bị toan chuyển hóa tăng khoảng gạp anion ha. Cái này thì rất là rõ đây. Rồi, như vậy thì anh đã nói cho các em đầy đủ về cái tiêu chuẩn chẩn đoán như là gồm có anh là giải thích về pH HCl3+ và thể ketone. Thì anh nói là cái gluco này anh sẽ nói sang cái phân cả cái biến đổi khác của bệnh nhân, tại vì gluco không phải là một cái gì đó mà nó quyết định đến cái chẩn đoán toàn cái tôn đái tháo đường. Rồi, thật sự thì lý do là như vậy, cho nên gluco anh chuyển qua cái phần bên này để nói cho các em. Và đây là cái slide về cận lâm sàng của bệnh nhân, và bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ những cái biến đổi liên quan tới cận lâm sàng bệnh nhân của chúng ta mà không liên quan tới cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Rồi đầu tiên thì anh sẽ nói về gluco, anh sẽ đi lần lượt bốn phần, đó là gluco, anh sẽ nói về gluco, natri, công thức máu của bệnh nhân và kali của bệnh nhân. Đây là bốn phần mà chúng ta sẽ phân tích tiếp trên bệnh nhân của chúng ta. Bệnh nhân của chúng ta thì gluco là 26 mmol trên lít tại thời điểm nhập viện nha. Đây là một cái tiêu chuẩn mà như anh đã nói, đó là nó nằm trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của DKA. Tuy nhiên tại thời điểm nhập viện á, thì thực sự bệnh nhân có thể biểu hiện đường máu nó rất là thay đổi nha. Như các em thấy là mặc dù trong tiêu chuẩn là chúng ta phải có gluco máu á, là trên 250 mg trên dl, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cũng như cũng 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 có như thế nha. Các em để ý ở đây là chúng ta đang có một cái bệnh nhân bị toan ketone, và ketone là được tạo thành từ quá trình thoái biến lipid và có thể nó không liên quan gì đến gluco hết, cho nên gluco máu nó có tăng hay không nha thì không phải là yếu tố giúp chúng ta đánh giá mức độ nặng nhẹ của tình trạng nhiễm toan ketone đái tháo đường. Và tương tự như vậy, cái tình trạng tăng gluco máu thì nó hoàn toàn không tỷ lệ thuận với cái sự tăng của thể ketone trong máu. Nhưng mà vì sao chúng ta có trong toan ketone đái tháo đường thì chúng ta thường có tăng gluco máu nha? Thì bây giờ là chúng ta có một cái chúng ta sẽ quay lại cái sơ đồ của ADA. Bây giờ cái sơ đồ của ADA sẽ rất là có tác dụng nha, để chúng ta có thể hiểu được lý do tại vì sao bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường thì họ có tăng gluco máu nha. Thì cái sơ đồ của ADA cung cấp cho chúng ta thì như anh đã nói ngay từ đầu, mặc dù nó rất là đầy đủ nhưng mà các em nhìn vào thì nó sẽ rất là khó hiểu nha. Và nếu như mà anh không cung cấp cho các em cái sơ đồ hồi này để giải thích cho các em thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ không hiểu ý của ADA nói trong cái sơ đồ này là gì. Bên cạnh đó, sơ đồ của họ có rất là nhiều điểm nó không phản ánh chính xác được cái vấn đề, cũng như là mâu thuẫn về sinh hóa một chút. Thì sơ đồ cái sơ đồ hồi nãy mà anh đưa cho các em á, là anh lấy từ sách sinh hóa nha. Các em có từ bây giờ các em thử nhìn vào đây là DKA này, là chúng ta thấy có cái gì sự mâu thuẫn gì đó với bên sinh hóa hay không? À, em nhìn thử coi thử có mâu thuẫn gì hay không. Và điểm mâu thuẫn đó là các em phải nhìn vào cái cơ chế bình sinh của toan ketone đái tháo đường, đó là chỗ này nha. Đó là các em thấy là họ ghi là thiếu hụt insulin tuyệt đối nha, thiếu hụt insulin tuyệt đối dẫn đến cái sự tăng phân giải lipid, tăng tạo axit béo free fatty acid nha, FFA là free fatty acid, tăng tạo axit béo tới gan và tăng tạo thể ketone, giảm dự trữ kiềm
tăng thể ketone, được chưa? Tăng thể ketone trong máu. Như vậy họ ghi là thiếu hụt insulin tuyệt đối dẫn đến cái sự tăng thể ketone trong máu nha. Thì trên thực tế, thiếu hụt insulin tuyệt đối không phải là lý do duy nhất dẫn đến điều này, giống như anh đã phân tích cho mẹ em, mà đó là sự kết hợp giữa thiếu hụt insulin tuyệt đối và tăng các hormone đối nghịch, chứ không phải đơn thuần là giảm insulin tuyệt đối giống như họ ghi ở đây nha. Tuy nhiên thì nha, đáng ra họ phải kết hợp hai cái này, tức là tăng các hormone đối nghịch thì nó mới dẫn đến cái này, chứ không phải đơn thuần là họ chỉ anh chui cho mẹ em thấy họ chỉ một mũi tên xuống ở đây thôi, tức là họ nói là thiếu hụt insulin tuyệt đối dẫn đến cái điều này. Nhưng trên thực tế, nếu như mà chúng ta cần sửa lại cho nó đúng á, thì anh nghĩ chúng ta phải kết hợp hai cái thằng này vậy mới đưa xuống thằng này, anh hiểu chưa? Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chính mà khi mà anh nói về cái khi mà chúng ta sử dụng cái sơ đồ của ADA. Thứ mà anh muốn nói ở đây đó là liên quan tới hyperglycemia ha. Hyperglycemia tức là tăng đường máu. Đích đến của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng cái này để giải thích lý do tại vì sao trong toàn ketone đái tháo đường thì có sự tăng đường máu thôi nha. Rồi, như vậy cái điểm đích đến của chúng ta là tăng đường máu, và cái điểm đầu của chúng ta là thiếu hụt insulin tuyệt đối và tăng cả hormone đường nghịch nha. Chúng ta chỉ nói ở cái phần bên này tức là DKA mà thôi, chúng ta không nói tới cái thiếu hụt insulin tương đối bên HHS. Như vậy nha, các em sẽ nhìn vào đây, hyperglycemia tức là tăng đường máu nha. Chúng ta sẽ có những cái cơ chế nào gây ra tăng đường máu? Chúng ta sẽ có ba cơ chế gây tăng đường máu nha, các em thấy ở đây, đây và đây. Thứ nhất đó là sự giảm tiết insulin tuyệt đối và tăng các hormone đối nghịch sẽ làm, đi theo cái sơ đồ này, sẽ làm giảm sử dụng gluco, đúng chưa? Sẽ làm giảm sự lượng dùng gluco, sẽ làm cho bệnh nhân tăng gluco máu. Thứ hai đó là cơ chế liên quan tới gluconeogenesis tức là tân sinh đường nha. Tân sinh đường thì em nhìn vào tân sinh đường này, em sẽ thấy có tới ba con đường nhỏ nha, ba con đường nhỏ liên quan tới tân sinh đường. Thứ nhất là quá trình thoái biến lipid thì cũng tạo ra một cái cơ chất tham gia vào quá trình tân sinh đường, thế các em còn nhớ không? Đó chính là glycerol nha, glycerol hoặc là triacyl glycerol cũng được ha, glycerol. Thứ hai, giảm insulin tuyệt đối, tăng cả hormone đối nghịch sẽ giảm tổng hợp protein. Giảm tổng hợp protein cũng sẽ tạo ra cái cơ chất để tham gia vào quá trình tăng sinh đường. Và thứ ba, đó là tăng thoái biến protein. Tăng thoái biến protein cũng sẽ tạo ra cái cơ chất để tham gia vào quá trình tăng sinh đường nha. Và đây là hai cơ chế thứ nhất là giảm sử dụng gluco, cơ chế thứ hai là tăng tân sinh đường, và cơ chế thứ ba gây tăng gluco máu đó là glycogenolysis tức là tăng thoái biến glycogen. Như vậy nha, đó là những cái cơ chế làm tăng gluco máu, anh chỉ giải thích như vậy thôi, nhưng mà thực sự vấn đề đó em không cần phải nắm rõ lắm, liên quan tới lâm sàng. Chúng ta chỉ cần nói một cách tạm lược đó là sự giảm insulin và tăng cả cái hormone đối nghịch sẽ làm cho bệnh nhân bị tăng gluco máu ha. Tuy nhiên các em chú ý là một điều mà ADA họ nhận mạnh trong cái đồng thuận của họ đó là nhiều nghiên cứu cho thấy á, là trên thực tế lâm sàng có khoảng 10% những cái bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường mà khi các em xét nghiệm đường máu á, thì cho thấy giá trị của họ là dưới 250 mg trên decilit, tức là khoảng 14 mmol trên lít. Nha. Cho nên điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là em nhớ cho anh đó là tăng đường máu không phải là yếu tố gì đó quyết định đến chẩn đoán toan ketone đái tháo đường. Tăng đường máu mặc dù thường gặp nhưng nó không hạn định trong toan ketone đái tháo đường. Và những bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường
mà có gluco máu dưới 250 mg trên decilit thì người ta thì ADA họ đặt tên họ 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 gọi đó là DKA euglycemic, mà chúng ta dịch sang tiếng Việt đó là DKA đặng đường nha. DKA đặng đường. Nguyên nhân có thể do rất là nhiều các yếu tố, có thể là trước khi mà vào bệnh viện là bệnh nhân có chích insulin, có thể là bệnh nhân không ăn, rồi có những cái quá trình nào đó nó ức chế cái sự tân sinh đường nha. Như vậy nói tóm đi tóm lại thì nhớ là glucose máu không phải là yếu tố quyết định đến chẩn đoán toan ketone đái tháo đường, vì có tới 10% bệnh nhân vào viện vì toan ketone đái tháo đường nhưng mà có glucose máu dưới 250 mg trên decilit nha. Rồi vấn đề tiếp theo liên quan tới cận lâm sàng mà anh sẽ phân tích cho bệnh nhân này đó là liên quan tới bạch cầu nha. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân của chúng ta có bạch cầu là 21.100 trên milimét khối. Thì các em nhớ này, tại thời điểm nhập viện, nếu như bạch cầu tăng trong phạm vi từ 10.000 cho tới 15.000 ở bệnh nhân bị DKA thì đó là hoàn toàn bình thường, và đó không phải là dấu hiệu của một quá trình nhiễm khuẩn bên dưới của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu như bạch cầu trên 25.000 thì có thể cho thấy một tình trạng nhiễm khuẩn bên dưới và chúng ta cần xét nghiệm thêm các cái xét nghiệm khác để đánh giá. Tài liệu của ADA cung cấp cho chúng ta con số là 25.000. Tuy nhiên anh thấy ở đấy cái con số này nó quá cao, cho nên trên thực tế nếu như mà bệnh nhân của chúng ta có bạch cầu là trên 15.000 thì chúng ta cũng nên đặt tình huống về một cái tình trạng nhiễm khuẩn trên bệnh nhân của chúng ta. Vì đó có thể là yếu tố nó khởi phát cái tình trạng toan ketone đái tháo đường trên bệnh nhân của chúng ta, và chúng ta phải điều trị để cắt đứt đó nha, chứ chúng ta không thể chủ quan được. Cho nên thực sự ADA đưa con số 25.000, nhưng mà trên thực tế thì nếu như mà bạch cầu mà tăng trên khoảng 15.000 thì các em phải chú ý và tìm thêm các cái dấu hiệu khác của nhiễm trùng. Thì các em có lý giải được lý do tại vì sao trong toan ketone đái tháo đường chúng ta có cái tình trạng tăng bạch cầu như vậy mà không phải là do nhiễm khuẩn không? Em có lý giải được không? Trong toan ketone đái tháo đường vẫn có những cái tình trạng tăng bạch cầu nhưng mà đó không phải là do nhiễm khuẩn. Chưa? Rồi, chúng ta sẽ lý giải điều này như sau. Bình thường á là bạch cầu trong máu của chúng ta sẽ có 50% là bạch cầu ở dạng lưu hành trong máu, ý anh là chủ yếu là các cái bạch cầu đa nhân trung tính, còn 50% bạch cầu á thì ở trạng thái bã mạch. Để làm gì? Để sẵn sàng xuyên mạch để đến các cái mục đích khi cơ thể cần. Thấy chưa? Có hai hormone ảnh hưởng đến các cái bạch cầu bã mạch này, đó là catecholamine và cortisol. Catecholamine và cortisol sẽ làm giảm bạch cầu bã mạch, làm tăng bạch cầu lưu hành trong máu. Giảm bạch cầu bã mạch và tăng bạch cầu lưu hành trong máu, từ đó làm cho em khi xét nghiệm công thức máu thì sẽ cho thấy bạch cầu trong máu của bệnh nhân sẽ tăng lên. Tuy nhiên tổng lượng bạch cầu trong máu của bệnh nhân là không thay đổi. Anh hiểu không? Catecholamine và cortisol. Như vậy các em nhớ là tăng bạch cầu trong toan đái tháo đường không phải là một cái chỉ điểm của nhiễm khuẩn. Đơn giản đó là một cái sự tăng bạch cầu lưu hành trong máu, giảm bạch cầu bã mạch do tác động của cortisol và catecholamine. Em hiểu nhá. Và không chỉ là trong trường hợp của toan ketone đái tháo đường mà trong những cái stress khác cũng vậy. Những cái stress mà có cả cái mà có cái sự tăng hormone đối nghịch ấy, chẳng hạn. Đơn giản một bệnh nhân bị một cái chấn thương hoặc là nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch vành não, không phải là toan ketone đái tháo đường, thì họ vẫn có thể tăng cả cái hormone đối nghịch nha. Hoặc thậm chí những cái bệnh nhân sử dụng corticoid thì cũng đều tăng cả cái tăng bạch cầu. Và trên lâm sàng người ta thường hay gọi đó là các em bắt gặp người ta thường hay gọi một thuật ngữ đó là tăng bạch cầu phản ứng nha. Để các em hiểu tăng bạch cầu phản ứng là như thế nào, đó là một cái sự tăng bạch cầu lưu hành, giảm bạch cầu bã mạch. Rồi, như vậy anh đã nói xong cho các em về cái sự tăng bạch cầu ở bệnh nhân của chúng ta. Bây giờ anh sẽ nói tiếp về natri máu. Tại thời điểm nhập viện thì em thấy là natri của bệnh nhân
có thấp, đúng chưa? Natri máu của bệnh nhân có thấp. Em có lý giải được lý do vì sao natri của bệnh nhân này thấp không? Thì các em có thể giải thích là do bệnh nhân của chúng ta tiểu nhiều, nôn nhiều cho nên natri máu giảm. Nhưng trên thực tế thì nó không giảm bao nhiêu hết, tại vì bệnh nhân của chúng ta đang bị lợi niệu, nhưng mà lợi niệu ở đây là lợi niệu thẩm thấu. Chính vì vậy cái lượng natri bị mất qua nước tiểu không nhiều. Nhưng mà tại vì sao bệnh nhân của chúng ta có natri máu giảm nha? Thì chúng ta sẽ giải thích điều này như thế nào. Thì anh sẽ có ở đây là một cái, bên trong này là khoang nội bào đi, bên ngoài này khoang ngoại bào. Bình thường khi mà có sự tăng gluco hoặc là một cái chất nào đó ở khoang ngoại bào thì nó sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu, nó sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu ở khoang ngoại bào này lên, đúng không? Nó lại làm tăng thẩm thấu ở khoang ngoại bào này lên, tại vì và nó làm tăng áp lực thẩm thấu ở khoang ngoại bào này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ kéo nước từ, nó sẽ kéo nước từ nội bào ra ngoài bào, nó sẽ kéo nước từ nội bào ra ngoài bào, và nó sẽ hòa loạn cả cái thành phần ở ngoài bào, và trong đó có natri. Cảm hiểu đoạn này không? Như vậy natri của bệnh nhân giảm xuống chủ yếu là do sự hòa loạn máu, do nước từ nội bào đi ra ngoài bào để đáp ứng với cái tình trạng tăng áp lực thẩm thấu do tăng gluco máu gây ra nha, do tăng gluco máu gây ra. Thì anh hiểu, anh hy vọng các em hiểu đoạn này. Và trên thực tế nếu như anh lấy giá trị gluco bình thường là 100 mg trên decilit, tức là 5,6 mmol trên lít, thì người ta chứng minh được rằng nếu như gluco máu cứ tăng thêm 100 mg trên decilit trên giá trị bình thường này thì nó sẽ làm hòa loãng natri, làm giảm nồng độ của natri xuống 1,6 mmol trên lít. Người ta chứng minh được như vậy nha. Anh nhắc lại này, nếu như chúng ta lấy nồng độ gluco bình thường của chúng ta là 100 mg trên decilit, tức là 5,6 mmol trên lít. Nếu như nồng độ gluco cứ tăng 100 mg trên decilit trên giá trị bình thường này thì nồng độ natri của bệnh nhân sẽ giảm xuống 1,6 mmol trên lít do hòa loãng nha. Và bây giờ công việc của anh và các em sẽ cùng xây dựng một cái công thức để chúng ta tính một cái giá trị mà người ta gọi là natri điều chỉnh. Natri điều chỉnh nghĩa là gì? Natri điều chỉnh có nghĩa là chúng ta tính nồng độ natri của bệnh nhân khi không có cái sự tăng gluco máu nha. Cho nên chúng ta sẽ có một cái chúng ta nồng độ gluco của bệnh nhân mà tại thời điểm nhập viện á, là 26 mmol trên lít, và nồng độ natri của bệnh nhân á, là 127 mmol trên lít. Cho nên anh sẽ có một cái bài toán như sau: một bệnh nhân có nồng độ gluco máu là 26 mmol trên lít và nồng độ natri là 127 mmol trên lít. Em hãy cho biết nồng độ natri thật sự của bệnh nhân nếu như không có sự tăng gluco máu, tức là không có sự hòa loãng nha. Các em có thể ngưng video lại và tự tìm tự giải cái công thức này xem thử như thế nào. Các cái dạng dự kiện mà anh đã cung cấp cho mẹ em rồi đó, tức là nếu như gluco máu cứ tăng 100 mg trên decilit, tức là 5,6 mmol trên lít trên giá trị bình thường là 5,6, thì natri sẽ giảm xuống 1,6 mmol trên lít nha. Hỏi nồng độ natri của bệnh nhân như thế nào nha, khi mà không có cái sự tăng gluco máu, người ta gọi đây là natri điều chỉnh nha. Rồi như vậy bác anh sẽ bắt đầu xây dựng công thức này. Các em đều anh đọc kỹ đoạn này hay. Gluco cứ tăng 5,6 trên giá trị bình thường thì natri sẽ giảm 1,6 mmol trên lít. Cho nên đầu tiên là anh sẽ phải tính gluco của bệnh nhân tăng lên bao nhiêu. Đúng chưa? Gluco của bệnh nhân tăng lên bao nhiêu, anh chỉ cần lấy giá trị gluco của bệnh nhân trừ 5,6 là giá trị bình thường nha, là đây giá trị gluco tăng thêm. Gluco tăng thêm 5,6 thì natri sẽ giảm xuống 1,6. Có nghĩa là để tính được nồng độ natri đã bị giảm do hòa loãng thì chúng ta sẽ phải làm gì? Nồng độ natri bị giảm so với hòa loãng, gluco cứ tăng thêm 5,6, anh chia 5,6
natri sẽ giảm 1,6 thì anh nhân 1,6. Đây gọi là natri bị giảm do hóa loãng. Natri bị giảm do hóa loãng. Các em hiểu đoạn này chứ? Natri bị giảm do hóa loãng. Và nếu như anh muốn tính nồng độ natri của bệnh nhân trước khi có sự tăng gluco máu thì anh sẽ lấy giá trị bình thường của bệnh nhân là 127 và anh cộng với cái lượng natri đã bị giảm nha. Đoạn này có thật sự khó hiểu không? Rồi thì anh nói lại thêm một lần nữa, giá trị bình thường của gluco máu là 5,6 chưa. Đầu tiên là anh sẽ phải tính cái lượng gluco tăng thêm là bao nhiêu, thì anh sẽ lấy giá trị gluco của bệnh nhân, anh trừ đi 5,6. Mà người ta chứng minh là gluco cứ tăng mỗi 5,6 trên giá trị bình thường là 5,6 thì natri sẽ giảm xuống 1,6. Cho nên anh tính cái lượng natri giảm xuống thì anh chỉ cần lấy cái số gluco tăng thêm, anh chia 5,6 và anh nhân 1,6 nha. Và muốn tính được cái nồng độ gluco trước khi mà có cái sự tăng gluco máu thì anh chỉ cần lấy giá trị natri của bệnh nhân và anh cộng thêm cái lượng đã bị giảm xuống nha. Rồi em hiểu không? Và nó sẽ cho chúng ta đây là công thức nha, đây là công thức người ta gọi đây là natri, công thức natri điều chỉnh nha. Tiếng Anh của nó là corrected sodium nha, công thức natri điều chỉnh nha. Có nghĩa là nó cho chúng ta biết được giá trị natri của bệnh nhân nếu trong trường hợp không có sự tăng gluco máu nha, tức là không có cái sự hóa loãng nha. Và giá trị mà anh tính được trên bệnh nhân này là 133 milliequivalent trên lít thì thực sự thì nó cũng không giảm cho lắm nha. Do đó nếu như mà chúng ta điều chỉnh gluco máu và dịch cho bệnh nhân nha, chúng ta điều chỉnh gluco máu và truyền dịch cho bệnh nhân thì natri của bệnh nhân có thể sẽ trở về bình thường. Rồi như vậy anh đã giải thích cho các em gì rồi? Anh đã nói cho mẹ em về gluco, anh đã nói cho mẹ em về công thức máu thường có bạch cầu tăng, giá trị bình thường có thể từ 10.000 cho tới 15.000 mà không có nhiễm trùng. Anh đã giải thích lý do tại vì sao natri của bệnh nhân của chúng ta giảm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về kali của bệnh nhân nha. Nha, thì các em nhớ này, đó là kali của bệnh nhân bị toan ketone đái tháo đường có thể tăng, giảm hoặc bình thường tùy từng tình huống, và tình huống nào chúng ta cũng có thể giải thích được hết. Em hiểu chưa? Kali có thể tăng, bình thường hoặc giảm tùy từng tình huống, và tình huống nào chúng ta cũng có thể giải thích được hết. Nếu như kali của bệnh nhân tăng thì anh sẽ giải thích như thế nào? Thì để có thể giải thích được vì sao trong toan ketone đái tháo đường có cái sự tăng kali thì chúng ta phải hiểu một chút về sinh bệnh học của quá trình di chuyển kali vào ra tế bào như thế nào. Thì anh có một cái hình rất là rõ ở đây nha, anh có một cái hình ở đây. Thì sau khi anh giải thích cái hình này xong thì chắc chắn các em sẽ hiểu lý do tại vì sao trong trường hợp toan ketone đái tháo đường thì kali máu của bệnh nhân tăng nha. Thì kali máu bệnh nhân tăng. Rồi, chúng ta có ở đây là ICF tức là khoang nội bào, còn đây là ECF tức là khoang ngoài bào nha. Chúng ta có ở đây là insulin, chúng ta có ở đây là beta agonist tức là các thuộc đồng vần beta. Insulin bên cạnh việc đẩy gluco vào bên trong tế bào thì nó còn đẩy cả kali vào bên trong tế bào. Như vậy nếu như chúng ta điều trị insulin cho bệnh nhân, chúng ta phải chấp nhận một điều, đó là bệnh nhân của chúng ta sẽ có nguy cơ bị hạ kali máu do kali của bệnh nhân sẽ được đẩy hết vào bên trong tế bào. Và ngược lại, nếu bệnh nhân bị thiếu hụt insulin thì kali sẽ bị ứ đọng lại ở khoang ngoài bào làm cho kali máu của bệnh nhân tăng lên nha. Em hiểu không? Như vậy lý do đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là giảm kali máu nó sẽ làm cho giảm insulin nó sẽ làm cho kali bị ứ đọng ở bên ngoài tế bào. Thì bên cạnh đó thuộc đồng vần beta nha, em biết em kể cho anh một số thuộc đồng vần beta được không nha. Thuộc đồng vần beta thường hay sử dụng rất trên lâm sàng là những cái loại
đông vần beta 2 để điều trị bệnh bệnh hen phế quản chẳng hạn, salbutamol nha, những cái loại tác dụng nhanh, hoặc là terbutaline chẳng hạn ha. Đây là những cái loại mà thường có thể sử dụng bằng đường tĩnh mạch, là những cái thuốc thường được sử dụng trong điều trị hen phế quản hoặc là COPD nha. Thì nó cũng có tác dụng tương tự như insulin. Những cái thuốc này nó sẽ làm cho kali di chuyển vào bên trong tế bào. Cho nên thông thường khi những cái bệnh nhân mà bị hen hoặc COPD mà vào phòng cấp cứu á, thì các em sẽ thấy là khi mà một bác sĩ cấp cứu cho họ thuốc đông vần beta 2 đường tĩnh mạch, thì thường họ sẽ bổ sung thêm kali vào cho bệnh nhân. Tại vì một trong những cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng các cái thuốc đông vần beta 2 đó là nó sẽ gây hạ kali nha. Như vậy anh hy vọng cái đoạn này mà em hiểu, đó là chúng ta sẽ có hai chất có khả năng đẩy kali được vào bên trong tế bào. Chất thứ nhất đó là insulin, và chất thứ hai đó là cả cái thuốc đồng vần beta 2. Rồi như vậy chúng ta đã xong cái phần bên đó, chúng ta sẽ xuống cái bơm dưới này. Đây là một cái bơm, người ta gọi là bơm đổi vần nha, bơm đổi vần. Bơm đổi vần có nghĩa là gì? Bơm đổi vần có nghĩa là cá còng và hạ còng sẽ được bơm ngược chiều nhau nha, sẽ được bơm ngược chiều nhau. Nếu như ion hạ còng tăng lên ở ngoài bào thì sao? Thì ion hạ còng sẽ di chuyển vào bên trong tế bào. Từ đó ion hạ còng di chuyển vào bên trong tế bào thì từ đó ion cá còng sẽ di chuyển ra bên ngoài. Em hiểu không? Đó gọi là đổi vần. Cho nên trong các cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm axit, giống như là bệnh nhân của chúng ta, sẽ có một cái lượng lớn axit ở bên ngoài, tức là ion hạ còng ở bên ngoài. Ion hạ còng ở bên ngoài này nó sẽ di chuyển vào bên trong tế bào, làm cho ion cá còng sẽ đi ra ngoài và làm cho bệnh nhân bị tăng kali máu, sẽ làm cho bệnh nhân bị tăng kali máu. Ngược lại, những cái tình trạng bị kiềm thì ion hạ còng ở ngoài bao sẽ giảm xuống. Ion hạ còng ở ngoài bao giảm xuống sẽ làm cho ion hạ còng từ nội bao sẽ đi ra ngoài bao. Ion hạ còng từ nội bao đi ra ngoài bao sẽ làm cho ion kali từ ngoài bao sẽ đi vào nội bao và làm cho bệnh nhân bị giảm kali. Cho nên anh có một câu kết luận, những cái tình trạng mà bị nhiễm axit thì thường đi kèm với kali tăng, và những cái tình trạng nhiễm bazơ thường đi kèm với kali giảm ha. Rồi như vậy chúng ta có cái cơ chế thứ hai liên quan tới cái sự đi vào đi ra của kali nha. Và một số nguyên nhân khác có thể làm cho kali đi từ nội bào ra ngoài bào, đó là tình trạng tăng áp lực thẩm thấu, việc tập thể dục và cái sự lý giải của tế bào nha. Đây là một cái hình khá là đơn giản nhưng mà nó nói cho chúng ta khá là đầy đủ về sinh lý của kali, cho nên các em nên học thuộc cái hình này. Như vậy chúng ta quay trở lại trường hợp của một bệnh nhân bị toan keton cả đái tháo đường. Các em đã hiểu được lý do vì sao một bệnh nhân bị toan keton đái tháo đường vào viện có thể biểu hiện kali tăng hay chưa nha. Thì chúng ta có 3 lý do. Lý do thứ nhất, họ bị thiếu hụt insulin. Insulin sẽ không có, cho nên nó không đẩy được kali vào bên trong tế bào được, làm cho kali ở ngoài tế bào, làm tăng kali máu. Nhưng mà các em chú ý là nếu như chúng ta điều trị insulin cho bệnh nhân thì kali máu của bệnh nhân sẽ giảm xuống nha. Thì các em chú ý điều này để một chút nữa khi chúng ta nói về phần điều trị á, thì anh sẽ đề cập lại vấn đề này. Và nguyên nhân thứ hai gây tăng kali máu đó là một cái tình trạng nhiễm toán. Ion hạ còng ở ngoài tế bào sẽ tăng lên, nó sẽ đi vào bên trong tế bào, từ đó làm cho ion kali từ nội bào sẽ đi ra ngoài tế bào nha, và làm tăng ion kali ở ngoài tế bào. Và nguyên nhân thứ ba có thể là do cái tình trạng tăng osmol ở bên ngoài. Như vậy nguyên nhân gây tăng kali máu trong toan keton đái tháo đường, chúng ta có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, thiếu hụt insulin. Nguyên nhân thứ hai, nhiễm toan. Và nguyên nhân thứ ba là tình trạng tăng osmol ở bên ngoài nha. Nhưng mà như anh đã nói ngay từ đầu, nồng độ kali của bệnh nhân có thể rất thay đổi. Có bệnh nhân thì vào viện với kali tăng thì chúng ta có thể giải thích theo những cơ chế như vậy.
Nhưng những bệnh nhân có nồng độ kali máu bình thường hoặc thấp thì các em sẽ giải thích như thế nào? Thì đơn giản, tại vì bệnh nhân của chúng ta có nôn mửa và đi tiểu rất là nhiều, cho nên bệnh nhân có thể mất kali ra ngoài thông qua những cái con đường này. Do đó, chúng ta rất khó nói về cái nồng độ kali của bệnh nhân toan ketone đái tháo đường tại thời điểm nhập viện. Nó có thể tăng, có thể bình thường, có thể giảm, nhưng mà chung quy lại cả ba trường hợp thì tổng lượng kali trong cơ thể của bệnh nhân là giảm nha. Em nhớ điều đó, để chút nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong cái vấn đề là điều trị. Tổng lượng natri kali trong bệnh nhân giảm, một số trường hợp em định lượng tăng, chẳng qua đó là do sự chuyển dịch nội bào và ngoại bào của ion kali mà thôi. Còn những cái trường hầu hết là vì giảm là vì bệnh nhân bị mất ra ngoài qua đường tiểu và đường tiêu hóa nha. Rồi, như vậy về và giải thích về kali là như vậy đó ha. Chúng ta có ba trường hợp. Ngoài ra còn có một số vấn đề khác, mặc dù nó không có ở bệnh nhân chúng ta, nhưng mà anh cũng nói thêm nếu như mà em quan tâm, đó là liên quan tới amylase. Thì tình trạng tăng amylase máu á, là được báo cáo lên tới 21 cho tới 79% những cái bệnh nhân bị DKA. Tuy nhiên, nó không có cái sự tương quan giữa cái mức độ tăng của amylase máu với cả cái triệu chứng đường tiêu hóa, chẳng hạn như là buồn nôn, nôn mửa, đau bụng nha. Nhưng mà khác với cái viêm tụy cấp thì trong DKA em ít khi thấy có cái sự tăng lipa máu, do đó các em có thể sử dụng xét nghiệm lipa máu để mà lipase để mà có thể phân biệt giữa DK viêm tụy cấp và DKA. Rồi, tóm lại nha. Như vậy anh đã nói xong về cái phần cận lâm sàng. Thì tóm lại, những cái xét nghiệm cận lâm sàng nào quan trọng để chúng ta có thể chẩn đoán một cái trường hợp toan ketone đái tháo đường nha. Đó là bối cảnh của lâm sàng của một cái tình trạng nhiễm toan nha, một cái tình trạng ketone, và thêm vào đó là có cái sự tăng đường máu, và nhớ là cái này là không hẳn định nha. Cái này là không hẳn định.